Phật Pháp ứng dụng. Phật, để chuẩn bị đi vào thời pháp đàm chiều hôm nay, giờ này chúng con thành kính cung thỉnh Đại Đức trưởng ban tổ chức, kính mời toàn thể hội trường đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca thỉnh Đại Đức trưởng ban tổ chức an tọa, kính mời toàn thể hội trường đồng an tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Đại Đức trưởng ban tổ chức. Hàng Phật tử chúng con tại gia kính nghe như thế này: dòng suối tuệ mênh mông vô hạn, biết làm sao hiểu thấu cho tường. Con nay xin được kính nương lời Thầy chia sẻ con tường con tu. Ngưỡng bái bạch Đại Đức trưởng ban tổ chức. Như hiểu được tấm lòng, những nỗi khát khao, những sự chờ mong, những khúc mắc trên bước đường tu học của hàng đệ tử chúng con, mà vào buổi chiều ngày hôm nay, khóa tu lần thứ 27, Đại Đức trưởng ban tổ chức buổi pháp đàm vấn đáp để chia sẻ, để giải bài những khó khăn, những điều còn vướng mắc mà chúng con trên bước đường tu học gặp phải, để kính đệ trình lên Đại Đức trưởng ban tổ chức hướng dẫn cho hàng Phật tử chúng con thông suốt để chúng con tiến tu trên đường học Phật. Và buổi chiều hôm nay, vào giờ này, Đại Đức trưởng ban tổ chức đã quang lâm trở về Pháp Thòa để chính thức bước vào thời pháp đàm chiều hôm nay. Xin toàn thể hội trường cho một tràng pháo tay để chung đón Đại Đức trưởng ban tổ chức và để đi vào thời pháp đàm của chúng ta chiều hôm nay. Ngưỡng bái bạch Đại Đức trưởng ban tổ chức. Chúng con xin được đệ trình mỗi lần là 5 câu hỏi, xin Thầy giải bài cho chúng con được hiểu. Và câu hỏi thứ nhất chúng con được nêu ra như sau: kính bạch Thầy, xin Thầy cho con góp ý kiến. Mỗi lần chúng con niệm danh hiệu Đức Phật và Bồ Tát, chúng con không thấy quý Thầy lại, và một số lại Phật, một số không lại. Kính Thầy chỉ dẫn chúng con, một là lại, hai là không lại. Làm theo quý Thầy hướng dẫn sẽ làm cho tập thể chúng con được đồng nhất, điều nhau và rất đẹp. Câu hỏi số 2: là một Phật tử, con đã quy y cách đây 20 năm. Năm nay con đã ngoài 70. Từ nhỏ đến giờ con đã một lần giết một con gà do sự thử thách khi về làm dâu. Đến nay vì hoàn cảnh phải phụ con cái làm bò viên, vì vậy mỗi ngày con phải cắt khoảng 10 kg thịt bò giúp các cháu. Cứ mỗi nhát dao cắt xuống, con lại cảm thấy sợ sợ, khó chịu, mặc cho con biết mình không được trực tiếp sát sanh. Vậy kính xin Thầy ban bố cho con một lời khuyên để con nhận ra rõ tội phước thế nào trong công việc. Câu hỏi số 3: kính Thầy, qua băng đĩa các Thầy giảng nhiều về pháp môn thiền tông tịnh độ, nhưng con chưa nghe quý Thầy nói về mật tông. Như vậy xin Thầy nói cho con hiểu thêm về pháp môn này. Câu hỏi thứ 4: con có câu hỏi muốn trình bày với sư phụ, mong sư phụ quan hỷ giải đáp cho con. Con hiện nay chưa quy y Tam Bảo, thỉnh thoảng cũng có đi chùa lễ Phật, nhưng đặc biệt là con thích nghe kinh và các đĩa giảng của sư phụ. Hàng ngày con nghe kinh Pháp Hoa và đĩa giảng của sư phụ. Con nghe kinh mọi lúc, có thể như khi đi ô tô, lúc đi học, đặc biệt khi ngủ con cũng nghe bằng tai nghe. Từ khi ngủ cho đến sáng, con muốn hỏi nghe kinh như vậy có bất kính với Phật không? Một số người nói làm như thế thì nghiệp hôn trầm của con sẽ thêm nặng, có đúng không? Mong sư phụ quan hỷ giải đáp cho con. Câu hỏi thứ 5: đệ tử là Minh Liên, xin Thầy chỉ dạy cho con những điều sau. Là người tu Phật tại gia và xuất gia, thì khi chết đi nên chôn hay nên hỏa táng? Ngoài ra nghĩ rằng phần tiểu thực buổi chiều
nên được bỏ đi để giảm bớt chi phí và công sức của nhà trù? Đó là năm câu hỏi đầu tiên chúng con xin được đệ trình lên Đại Đức Trưởng Ban Tổ chức Quan Hỷ giải bài cho chúng con được rõ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thưa toàn thể quý hành giả phá tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên thầy chúc cho các vị phá tu ngày hôm nay được thật sự an lạc, cho dù trời có nóng bức một chút. Mong các vị vượt qua được những thử thách này, đó là những cái mà để gọi là chúng ta thể hiện cái chất tu của người con Phật. Xin thưa các vị, thật ra mà nói, hồi sáng giờ dường như mình nói nó cũng động lòng trời. Tôi không biết tại sao hôm nay từ sáng giờ tôi không thấy trời nắng. Đó cũng là một điều rất lạ. Thật ra mà nói thời tiết là mùa của chúng ta là bắt đầu vào gần vào mùa hè rồi. Nói chung cho nên là cái thời tiết của nó nóng bức là hàng năm của mình là như vậy. Mình vẫn biết nó là như vậy. Nhưng mà với vấn đề tu học thì thầy cũng tùy duyên đối với tất cả các vị. Nhưng mà thầy hôm nay thầy có tính cách là giống như là phương tiện một chút để rút ngắn thời gian của chúng ta, để giúp cho tất cả các vị thoải mái hơn. Bởi vì tu học là chuyện trọn đời. Và hơn nữa chúng ta nên nhớ là sự tu học ở nhà của chúng ta cũng là một trong những phần quan trọng. Chúng ta đến chùa hay là chúng ta đến phá tu là chúng ta học cách thức để tu hành, và chúng ta tập ứng dụng cho chúng ta trong một môi trường tập thể. Ví dụ ở nhà mình đã từng vận dụng tu, nhưng mình tu có mình nè, hoặc là trong phạm vi của gia đình nè, thành ra mọi việc dường như cái chướng của nó không có nhiều. Bây giờ mình đi đến một nơi tập thể có nhiều thử thách, thì mình xem thử nhiều thử thách như vậy để mình trắc nghiệm lại lòng mình, coi mình có thể vượt qua được những thử thách đó hay không. Và vì vậy thì chiều hôm nay nó chúng ta chỉ còn thời gian là Phật Pháp vấn đáp để dành cho các vị, cũng theo yêu cầu các vị mà cũng là tiêu chuẩn của khóa tu. Trong cái thời khóa tu học á, thì cái buổi chiều thầy để là học giáo lý căn bản hoặc là pháp đàm hay là Phật Pháp vấn đáp. Để chi vậy? Để cho các vị phải học, phải hỏi, có tu, có học, rồi phải có hỏi, vấn đáp, để chúng ta mở mang kiến thức. Cái hỏi của chúng ta có thể làm cho giải tỏa được nghi của nhiều người. Đôi khi cái vướng mắc của chúng ta, nhưng không riêng chúng ta, đôi khi vướng mắc của chúng ta nhưng mà nó cũng là vướng mắc của rất nhiều người. Cho nên học và hỏi đó là những điều rất là cần thiết. Bởi vì cái hỏi nó giúp cho chúng ta tránh bớt đi những nhận thức và ứng dụng sai lầm trong quá trình tu học. Và trước khi đi vào trong cái buổi chia sẻ các vị hôm nay đó, thầy muốn các vị ngồi tịnh tâm trong vòng 3 phút. Tại vì thật ra mà nói, xưa nay bao nhiêu lần muốn cho các vị ứng dụng để ngồi tịnh tâm, nhưng mà thấy thời điểm chưa chín mùi. Phải có một buổi đó để huấn luyện cho các vị cách ngồi, cách điều tâm. Mặc dầu những bài giảng như là phương pháp an tâm hay là nhiều bài giảng khác, thiền tịnh song tu, thầy đã hướng dẫn cho các vị một cái thiềm thang mé mé đi vào trong chuyên môn. Nếu các vị đã từng nghe những cái bài giảng này thì các vị cũng có một cái khái niệm. Và hôm nay thầy muốn các vị dành một thời gian khoảng 3 phút để cho chúng ta ngồi tĩnh tâm thật sự. Trong 3 phút này chúng ta quên hết tất cả mọi ý niệm bên ngoài, quên tất cả cái về cái sự gì đó, nhiệt độ gì đó, và thậm chí tay cũng không có cần cầm quạt để mà sẹt sẹt như thế nữa. Và làm sao mà chúng ta không có cái cảm giác là giúp đó cũng không quan trọng cái chuyện đó, mà quan trọng như thế nào tâm chúng ta rũ bỏ được các ý niệm trong lòng. Dù chúng ta ngồi trước thầy hay là trước một đạo bạn, chúng ta thấy cũng như không thấy. Tức là thầy đây thầy nói một cách khái quát vậy thôi. Chúng ta có thể ngồi một cách thoải mái, có thể ngồi để tay theo dạng mà tay và coi là kiết ấn như thế này, hay là ngồi với tư thế là để tay một cách thoải mái trên hai cái đầu gối của mình một cách nhẹ nhàng. Bằng mọi cách ngồi nào đó mà chúng ta có thể xả tâm cho được an lạc. Có hai cách xả tâm. Một là không có chạy theo những ý niệm trong tư duy, trong ý tưởng, trong suy nghĩ, trong nhớ nhung, trong đo lường một cái gì đó.
Hai là chúng ta duyên vào câu niệm Phật hoặc là trì chú. Chúng ta làm cách nào đó để làm sao cái dòng chánh niệm được hiện lên trên ý thức của chúng ta. Tức là ý thức của chúng ta không chạy theo tất cả các ý tưởng mà chúng ta từng suy nghĩ và dệt thiêu nữa, mà ý tưởng chúng ta hiện giờ là làm sao thể hiện được chánh niệm trên cái ý niệm của mình. Bài giảng niệm Phật nhất tâm vừa rồi thầy có hướng dẫn cho các vị, đó là những bài giảng giúp cho những người bắt đầu công phu cao hơn một chút. Các vị hãy tìm lại cái bài giảng niệm Phật nhất tâm. Cái bài này giúp cho những người nâng cao về trình độ công phu của chúng ta. Thật ra với các vị là thầy là bắt đầu nâng cấp từ từ, chứ thầy không có nói một cách là một lần nói cho hung rồi các vị không làm được điều gì. Cái đó nó cũng không có lợi lạc lắm. Mà bây giờ thầy chỉ muốn mong một thời gian tối thiểu trong 3 phút là sau khi nói xong rồi chúng ta canh thời gian. Đó, là 3 phút xong là chúng ta buông bỏ ý niệm thứ nhất, là chúng ta ngồi không cần nhìn xung quanh. Thầy để ý xuống dưới mà khi mà bắt đầu ngồi thiền mà ai dòm láo liên là thầy chỉ ấy nha. À, làm sao chúng ta ngồi yên là thứ nhất. Thứ hai chúng ta dòm giữa lưng của bạn mình. Tức là cái ánh mắt của chúng ta khép lại khoảng 1/3 và mang tính cách cái đầu chúng ta hơi nghiêng khoảng 10 đến 15 độ về phía trước. À, tức là hơi cái góc của chúng ta, tức là góc cuối chúng ta cúi xuống khoảng 15 độ. Và đôi mắt chúng ta khép ở mức độ là giữa lưng chừng lưng của bạn mình ngồi phía trước là tương đối. Và chúng ta chỉ lấy lưng của bạn mình làm đề mục, có nghĩa là không thấy gì cả mà chỉ thấy cái lưng thôi. À, và không có tác ý vào cái lưng của bạn nha. À, đừng nói ngồi lưng bà này mập, bà này ốm, bà này thẳng, bà này cong nha. À, cũng không có cái ý niệm đó. Tức là mình lấy cái tầm, thầy muốn nói cho các vị, thầy không biết làm sao canh tầm của các vị, mà thầy phân như vậy để các vị tự canh tầm của chúng ta. Ngồi thẳng lưng lên, các vị có thể ngồi tư thế bán già kiết già tùy, nhưng mà phần lớn các vị cứ ngồi bán già thoải mái đi. Tay các vị có thể để theo kiết ấn tam muội, mà cũng có thể để xuôi trên hai đầu gối. Và một số người có cái chuỗi tay á, các vị cũng có thể lần chuỗi niệm Phật. Mà làm sao buông thả các dòng ý niệm tư tưởng của chúng ta xuống, làm sao trong thời điểm đó chúng ta chỉ biết rằng mình đang buông thả, hoặc mình đang không theo vọng tưởng, hoặc mình đang niệm Phật. Tịnh tâm thật sự một cái cảm giác không còn ý niệm phân biệt nóng hay nhiệt độ, hay là ngồi khích ngồi thưa gì, hay là không có ý niệm gì. Trong một chút dầu cái ý niệm đó khởi lên, chúng ta dứt khoát cũng không đeo đuổi, mà chúng ta chỉ biết mình đang là để thể hiện dòng chánh niệm trên bề mặt ý thức của chúng ta. Trong 3 phút thời gian thực tập bắt đầu. 3 2 1. Hình như có 3 phút, hình như có những người muốn ngủ. À, tôi thấy có những người chân mình. À, tức là đang cố gắng để kéo ý tưởng trở về với chính mình. Các vị kéo một cách chân mình, tức là các vị gắng mà chân để mà nó đừng có suy nghĩ vọng tưởng, là một sự cố gắng của các vị. Trong thở ban đầu thực tập ai cũng có những trạng thái này. Cho nên ở đây các vị nhớ là khi lúc chúng ta hết lòng tập trung như vậy, chúng ta không có cảm giác về mặt nóng nực hay là cái gì cả. Dường như lúc đó làm sao chúng ta chỉ chiến thắng đi ý tưởng của mình là chính, có phải vậy không ạ? Chúng ta đang cố gắng để làm sao cho mình đừng có ý niệm vọng tưởng ở trong đó. Và trong cái thời điểm mà chúng ta cố gắng để đi đến cái sự chánh niệm á, là chúng ta không có khổ vui, nhưng mà nó có cái cảm giác hỷ lạc, cho dù nho nhỏ.
Tức là trong khi chúng ta cố gắng để đưa con người mình giới chánh niệm thì con người mình không có khổ đau, lúc đó không có khổ đau. Cho dù lúc đó thân xác các vị như thế nào, hay là các vị đã từng buồn vui với chuyện gì, thì trong thời điểm đó các vị không có khổ đau. Như vậy thì ở đây chúng ta rút ra được cái kinh nghiệm gì? Cái khổ đau phần lớn là do suy tư của chúng ta mà đem đến khổ đau. Tất cả mọi sự chi phối của khách trần bên ngoài hay là chi phối của bản thân chúng ta, nó có, nhưng mà cái tác ý của chúng ta về cái đó đó mới làm đau khổ nhiều. Cho nên khi lúc chúng ta tạm quên bất cứ cái gì, là lúc đó trên bề mặt ý thức của chúng ta không có khổ vui ở trong đó. Con người chúng ta sống với một trạng thái thanh nhàn. Và chúng ta nên nhớ, nếu ở gia đình chúng ta có thời khóa để chúng ta ứng dụng, tức là tập tu, tập ngồi thiền, tập xả bỏ ý niệm, đó là những cơ hội để giúp chúng ta có cái năng lượng chánh niệm rất là lớn, và sẽ giúp chúng ta đi đến cái con đường thanh nhàn rất là tốt. Đó là cách thức duy nhất để bắt đầu bước vào con đường hành trì. Thầy mong rằng là thầy chỉ hướng dẫn, gợi ý cho các vị một thời điểm nào tốt nhất, thầy sẽ cho các vị một buổi để hướng dẫn, và các vị phải ngồi trong một thời gian từ 20 phút trở lên để thực tập trong cái thời gian mà chánh niệm như vậy. Tức là ở đây tùy mức độ quá trình tu học dài lâu của các vị, thầy sẽ xem từng thời điểm nào mà bắt đầu thích hợp, thầy sẽ đưa ra cho các vị bắt đầu đi vào trong cái biển tâm thức của chúng ta. Thật sự cái đầu của chúng ta mình thấy rất nhỏ, nhưng cái nhỏ đó nó không phải là một phạm vi trong cái đầu. Đầu óc chúng ta là cả một thế giới mênh mông, chứ không phải là chuyện bình thường. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới nói một cái câu như thế này: nếu những ý niệm của chúng ta mà có hình tướng thì cả thế giới này, cả thế gian này không có đủ không gian để đựng hết những cái hình tướng này. Các thầy thấy ghê gớm chưa? Cho nên ý niệm của chúng ta dệt thiêu tất cả mọi thứ, mà nếu nó có hình tướng thật sự thì cả thế gian này cũng không chứa đựng hết. Và vì vậy cho nên tâm hồn chúng ta nó trở nên hoang vu lắm. Và chính vì chỗ đó tâm hồn chúng ta đi nhiều, lang thang nhiều, mơ mộng nhiều, thì những cái nó vớ vẩn đó nó sẽ làm cho chúng ta khổ đau vui buồn nhiều. Và cái vui buồn là cái mệt mỏi nhất trong cuộc đời của chúng ta. Nên tập là như vậy. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái nội dung của Phật Pháp Vấn Đáp hôm nay. Đây là cái câu hỏi đầu tiên, là mỗi lần chúng con niệm danh hiệu Đức Phật và Bồ Tát, chúng con không thấy quý thầy lại, và một số lại Phật, một số không lại, kính thầy hướng dẫn chúng con một là lại hay là không lại, làm theo quý thầy hướng dẫn sẽ cho tập thể chúng con được đồng nhất, đều nhau và là rất đẹp. Thì ở đây thầy nói thật với các vị, đúng ra cái thời khóa hồng danh là thời khóa để chúng ta thực hành lễ sám. Lại của chúng ta là bày tỏ cái sự ăn năn thật, tự đáy lòng của chúng ta. Sám hối là cái cách thức chúng ta ăn năn chừa bỏ những lỗi lầm về trước, tức là ăn năn những lỗi lầm về trước và từ bỏ những cái hành động sau này. Cho nên gọi là ăn năn chừa bỏ. Cho nên cái lại là cái thể hiện thật lòng con muốn từ bỏ về điều đó. Và chính chỗ đó cái lại tha thiết nó nhằm bày tỏ, nó có ấn tượng về tâm thức của chính mình. Mình hết lòng để mà mình muốn dứt trừ những cái ác nghiệp của mình. Cho nên thật sự ở đây tại sao thời hồng danh cho các vị đọc mà không có lại, là tại vì không gian của chúng ta không đủ để lại. Nếu không gian đủ để lại thì phải một người ngồi bỏ một người rồi mới tới một người nữa, thì khoảng cách ngồi như vậy mới đủ cho không gian chúng ta thực hành một buổi lại sám. Vậy thì tất cả các hội trường này, thay vì bây giờ hội trường trên đây chúng ta 1.000 người thì chúng ta chỉ còn 500 người, thì trong hội trường này chúng ta mới có thể có đủ không gian để chúng ta lại sám hối. Và vì vậy cái việc tu hành như vậy nó sẽ hạn chế bớt cái số lượng của người tham gia, vậy cũng tội nghiệp cho các vị. Và vì vậy ở chùa chúng ta có thể không lại, nhưng nếu về nhà chúng ta hành trì trong cái phòng riêng hoặc là trước bàn Phật của chúng ta, thì các vị có thể ứng dụng theo cái phương thức để gọi là lại sám. Một số người ở đây
chúng ta không đồng nhất là có những người hàng phía trên mình thấy còn rộng cho nên là họ lại, còn hàng phía sau thì không còn rộng cho nên lại không được thì thôi, hoặc một số chỗ nó mất người, nó, cái chỗ đó nó vắng chỗ cho nên các vị có không gian thì một số người cũng thấy trống sụp lại. Tức là chúng ta tận dụng thì về mặt hình thức thì xem như là nó không được đồng nhất, nhưng mà đó là sự tận dụng của mỗi người, cái đó cũng hay. Thì thôi bây giờ sau này cho thống nhất với nhau là đây là cái cách thực hành để chúng ta biết, và sau này chúng ta về hay là chúng ta tu riêng thì chúng ta tự thực hành lễ sám một cách tha thiết để đem lại hiệu quả tốt nhất cho chúng ta về cái thời khóa tu học. Cho nên sau này nếu mà ví dụ có yêu cầu của ban tổ chức là phía trước là chúng ta lại thì chúng ta lại, ví dụ như bây giờ chúng ta đảnh lễ cung thỉnh Hòa Thượng Trí Quảng chẳng hạn, thì lúc mà mình cung thỉnh lên là mình tác pháp rồi sau đó mình lễ tạ, thì giờ đâu thể đại chúng lễ được, thì đại diện cái hàng phía trên chúng ta có không gian đó thì chúng ta chỉ lại hàng phía trên thôi. Còn tới thời lại sám thì tùy không gian của những hàng phía trên, chúng ta muốn lại thì lại, muốn không thì tất cả chúng ta đều thống nhất nhau trong nghi thức thì cũng được. Cái việc này nó không phải lỗi phải, nhưng mà nó được đồng nhất thì về mặt nghi lễ nó thấy nó đẹp à, tức là nó không có lọt sọt, nó trở nên đẹp, chứ cái này là không đúng sai lỗi phải gì. Thì thầy nói vậy để cho tất cả các vị trong cái khóa tu của chúng ta được thống nhất với nhau, để chúng ta khỏi có bận tâm và thắc mắc là một số người lại, cái người này lại được nhưng mà người kia lại không được. Mình thấy hình như bà này nó có phước hơn, bà ưu tiên cái chỗ đó bà lại à, trong cái thời khóa này bà có phước hơn mình cho nên cũng ức chứ. Cùng đi tu ngày giống nhau, bà có phước, bà phước ít hơn cũng tức à. Tức là có những khi chúng ta cái cảm giác như vậy. Thành ra thôi bây giờ tất cả chúng ta là tùy nghi, làm sao cho nó đẹp, nó thống nhất trong nghi lễ, thì chúng ta ở đây chúng ta thực hiện một cách hạn chế như vậy. Phần còn lại chúng ta trở về với nơi tu riêng của mình để thực hiện cho được trọn vẹn thời khóa hơn. A Di Đà Phật. Xin thưa, cái câu thứ hai là con là Phật tử quy y cách đây 20 năm. Năm nay đã ngoài 70 tuổi, từ nhỏ đến giờ con đã giết một con gà. Do sự thử thách khi về làm dâu, đến nay vì hoàn cảnh phải phụ con cái làm bò viên, vì vậy mỗi ngày con phải cắt khoảng 10kg thịt bò giúp cho các cháu. Cứ mỗi nhát dao cắt xuống, con lại cảm thấy sợ sợ, khó chịu, mặc dù con biết mình không trực tiếp sát sanh. Cắt thêm 100kg mỗi ngày hết sợ à. 10kg sợ, cắt làm 100kg hết sợ đúng không? Hồi đó có một con gà cảm thấy tội, giờ 10kg thịt bò mỗi ngày, rồi làm lên 100kg thôi hết sợ luôn rồi, còn gì nữa đâu để sợ. Vậy kính xin thầy ban bố cho con một lời khuyên để con nhận ra rõ tội phước thế nào trong việc này cho trọn vẹn bên đạo và đời. Ghi chú, các cháu không bắt buộc mẹ phải phụ, nhưng vì lương tâm bà mẹ nên con tự nguyện giúp cháu à. Cái chuyện này không ai bắt mà làm à. Cái này là đáng tội rồi không? Cho nên đừng nói là sợ, cái này ách giữa đàn tự mang vào cổ à. Mình tự làm khổ lấy chính mình. Tôi đã nói với các vị trong nhiều bài giảng rồi, tôi nói cả đời mình nuôi con, mình tạo nghiệp vất vả rồi, khi con lớn khôn thì hãy để các con tự gánh lấy. 60 tuổi trở lên bắt đầu tìm những con đường lương thiện cho bản thân mình. Thời điểm này với tuổi tác này, con cái không buộc, mà mắc gì phải đi mà trồng cái nghiệp vào đầu. Cả đời tạo chưa đã, bây giờ làm nữa à. Cho nên tôi nói rồi, thời điểm này các con của mình đã lớn khôn, đã tự gánh vác được tất cả những trách nhiệm, thì bản thân mình là người làm mẹ hay là người lớn bắt đầu gác kiếm giang hồ được rồi. Cái này tôi nói thật à, để dành tất cả mọi việc lại cho các con à, các con phải có trách nhiệm tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ông bà cha mẹ mình ở tuổi xế chiều cần phải có tu thanh nhàn và để giải bớt nghiệp chướng. Bà muốn làm thực hiện điều này, đây cũng là cái nghiệp của bà. Cái nghiệp của bà nó dẫn dắt bà, lương tâm bà không cho phép bà nghỉ, nhưng mà không cho phép nghỉ tu. Tức là ở đây không cho phép mình nghỉ cái việc mà sát sinh hay là gia chạm đến điều đó.
chứ phải là lương tâm không cho phép mình nghỉ tu thì tốt biết mấy. Cái đó gọi là thiện duyên. Nhưng mà cái lương tâm mà nó không cho phép mình nghỉ để làm chuyện ác, cái đó gọi là ác duyên. Mà mình không nhận ra, mình tự cho phép mình những điều đó, thay vì mình có thể dừng lại được mà mình không dừng. Cái này là cái tội ngoan cố rồi. Cái này tội ngoan cố. Đã dừng được, có điều kiện để dừng mà không dừng, tự hại thân mình bằng một cách nguy hiểm. Cho nên ở đây tôi nói thật, cái này đọc ra, cái lương tâm, cái này mình đặt nó sai rồi. Lương tâm của mình là mình có nuôi con nên người với xứng đáng một bà mẹ hay không? Đã từng tuổi này đã xứng đáng với trách vụ của một người đi trước rồi, dìu dắt con đến nơi đến chốn rồi. Mình cần cái tuổi an dưỡng rồi, thất thập cổ lai hy rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Lo chạy nước rút mà không biết kịp không, mà ở đó mà lương tâm. Cho nên ở đây không cần cái lương tâm đặt ngay vị trí này. Chừng nào con khó khổ nó buộc mình làm mà mình không làm này kia, mình mới cái cắn rứt. Còn cái chuyện này nó không cần thiết mình như thế. Cho nên ở đây có cơ hội, bây giờ lớn tuổi cũng không cần ăn nhiều. Tụi mày lo bao nhiêu tao ăn bấy nhiêu, không lo tao ăn ít lại tao đi mua mì gói tao ăn. Ví dụ ở đây không cần thiết về chuyện đó, mình cũng ăn 70 tuổi ăn nhiêu vậy đó. Thành ra cũng không cần thiết để bận tâm chuyện đó. Nuôi mình cũng không cực khổ lắm, cả đời mình đã nuôi tới nơi tới chốn hết rồi, được rồi, đừng bận tâm điều này. Đây là tôi lưu ý với những người có tuổi tác, phải biết sắp xếp chọn đường cho mình đi từ lúc mình bắt đầu về tuổi xế chiều. Đúng ra phải tu tập hàng ngày, nhưng mà cơ hội để dành xuyên suốt sự tu tập trong quá trình cái cuộc sống còn về tuổi còn nhỏ đó thì chúng ta không có điều kiện được. Bây giờ có điều kiện nên cố gắng, chứ đừng có miễn cưỡng hay là đừng có bận lòng với những điều như bác ở đây, thì cái này không hay tí nào. Phật tử cứ trầm ngâm suy nghĩ lại, chứ đừng để cái trường hợp này xảy ra, rất là đáng tiếc cho chúng ta. A Di Đà Phật. Qua các băng đĩa thầy giảng nhiều về pháp môn thiền tịnh, nhưng con chưa nghe các thầy nói về mật tông, như vậy xin thầy nói cho con hiểu thêm về pháp môn này. Xin thưa các vị, thiền tịnh mật là ba tông phái trong 10 tông phái căn bản của Phật giáo Trung Hoa. Và Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng gần như hầu hết các tông phái này tại Trung Hoa, nhưng mà không có phải là tất cả. Ở Việt Nam chúng ta không rõ ràng 10 tông phái như ở Trung Hoa như vậy. Thiền tông, Tịnh Độ tông, Mật tông, Hoa Nghiêm tông, Pháp Hoa tông, Luật tông, Thành Thật tông, Câu Xá tông gì đó, vân vân. Nhưng ở đây chúng ta thấy Việt Nam chúng ta ảnh hưởng phổ biến nhất là thiền, tịnh và mật. Bên cạnh đó có ảnh hưởng dòng tu Pháp Hoa tông. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Dầu tông nào cũng là những cái phương tiện sau cái thời kỳ Phật nhập Niết Bàn cả. Cho dù thiền tông cũng là những cái phương tiện sau này của Phật nhập Niết Bàn. Có những vị nói là Đức Phật do tu thiền giác ngộ cho nên thiền tông là cốt tủy. Xin thưa, thiền tông không phải là cốt tủy. Con đường thiền vào thiền thì cốt tủy, nhưng mà để gọi là qua phương tiện của thiền tông không phải là cốt tủy. Cái thiền căn bản đầu tiên của Đức Phật là thiền tứ niệm xứ, thiền nguyên thủy, chứ không phải là thiền tông. Thiền tông của Trung Hoa là thiền phát sinh sau này do quá trình phân phái hay là phân tông, như thế này là quá trình của các tổ về sau. Cho nên chúng ta phải hiểu rất rõ. Cho nên tất cả các pháp môn tôi giảng trong nhiều bài giảng rồi, thiền, tịnh, mật, nếu tất cả pháp môn nào đó vân vân mà không có thiền thì đó là không phải pháp môn của Phật giáo. Các vị nên nhớ là như vậy. Nếu bất cứ pháp môn nào tu hành theo Phật giáo mà không có thiền thì cái đó không phải gọi là Phật giáo, cái đó gọi là tà ma ngoại đạo nào đó. Nhưng cái này chúng ta phải hiểu, người tu thiền tông đi vào thiền bằng con đường thiền, người tu tịnh độ đi vào thiền bằng con đường tịnh độ, người tu mật tông đi vào thiền bằng con đường mật tông. Nhưng tôi đã nói trong cái bài giảng thần thông trong đạo Phật, tôi nói rồi, tôi có nói cái này suy nghĩ rất chủ quan của riêng tôi. Tôi nghiên cứu một cách khái quát và cũng có thể ứng dụng đôi điều. Tôi nhận thấy mật tông thì không có đường lối để giúp chúng ta liễu ngộ hay là giải thoát
theo những cái tông phái như Tịnh Độ hay là Thiền Tông. Nhưng mật tông giúp cho chúng ta hóa giải nghiệp chướng và giúp chúng ta tăng năng lực để vượt qua thử thách trong cuộc đời tu hành và khống chế ma chướng, thì cái này rất là tuyệt vời. Tôi phải nói là như vậy. Để đi đến con đường giải thoát bằng mật tông thì tôi không thấy. Nói chung là riêng cái có thể tôi thiển cận, hay là có thể không phải là pháp tu chuyên môn của tôi, cho nên tôi có thể là nói chủ quan như vậy. Nhưng những nhà chuyên tu mật tông thì chắc chắn rằng phải có những cái suy nghĩ khác. Nhưng tôi nói là riêng bản thân tôi, chứ tôi không nói về cái gì. Quá trình học và tu và nghiên cứu một cách cơ bản thì tôi không thấy cái con đường giải thoát nó nằm trong mật tông. Tôi nói thật với các vị là như vậy. Nhưng mà để gọi là giúp cho chúng ta có năng lực tâm linh và hóa giải ma chướng trong cuộc đời, để giúp chúng ta vượt qua những thử thách, thì con đường mật tông là những con đường hành trì mật chú á, có những cái rất là mầu nhiệm mà không thể giải thích được bằng cái ngôn ngữ thường với tất cả mọi người chúng ta. Cái đó cảm giác như ai uống nước nóng lạnh tự biết như thế. Vậy thì bây giờ tôi nói với các vị, mật tông là con đường tu gì? Hành trì một cách thâm mật, qua tam mật tương ương, khẩu mật, ý mật, thân mật. Nè, là cái gì? Lấy thần chú để duyên tâm vào trong những câu trì chú, và qua quá trình để sử dụng ấn khuyết của mỗi người. Ví dụ bây giờ trì đại bi thì người ta phải bắt ấn gì? Cho nên các vị thấy quý thầy chứng tế đó là quý thầy thật sự phần lớn là do những quý thầy thực hành mật tông. Cho nên là những thầy chứng tế là múa qua múa lợi gần hồi cái bắt thế này ha. Ha, ví dụ vậy. Đó thì nó phải có cái gọi là khoa nghi, nhưng mà ở đây là những cái ấn rồi cái này ha, hay là cái này, hay là những cái này, hay là tất cả mọi thứ gì đó là đều là ấn loát. Mỗi một thần chú nó có cái ấn riêng. Thật ra cái này phải nghiên cứu chuyên về mật tông. Nhưng tôi chỉ ứng dụng mật tông theo dạng là dùng một thần chú nào đó để mà mình nương tựa hành trì, để giúp cho mình tăng năng lực tâm linh, để hóa giải ít nhiều về chướng duyên trong cuộc đời tu tập. Chứ tôi không thể sử dụng nó mang một cái cách là kim chỉ nam cho con đường giải thoát. Vì vậy ở đây các vị có thể sử dụng các loại thần chú mà chúng ta thường hành trì, cái đó chúng ta chuyên tâm hành trì, thì một phần là chúng ta học theo mật tông. Ví dụ Tây Tạng là một trong những xứ sở ứng dụng mật tông triệt để. Phải nói là vậy, gọi là Kim Cang Thừa. Cái chữ Kim Cang Thừa này nó xuất phát từ cái con người hành trì theo cái hướng của mật tông. Và các vị thấy những người Tây Tạng họ có cầm một cái gì đó, họ quay quay thấy không? À, nếu mà các vị thấy họ đi, mình gặp một người Tây Tạng nào cũng vậy, một người cư sĩ cũng vậy, Phật tử gì đó, họ cứ cầm họ quay, mấy ông thầy cũng quay, ai cũng quay. Chúng ta không hiểu là cái gì, nhưng mà cái đó nó mang cái nghĩa gì? Trong cái dòng đó đó, người ta viết chữ Án Mani Bát Di Di Hồng. Nó Om Mani Bát Mi Hum á. Thường thường sau này nó có cái đĩa mà nó đề Om Mani Bát Mi Hum đó. À, cái đó đó. Thì cái này là cái câu mà Án Mani Bát Di Hồng, là chúng ta phiên âm lại từ cái đó để dễ đọc. Chúng ta không có đọc nguyên chữ Bali, mà chúng ta đọc bằng âm Hán Việt, cho nên chúng ta đọc là Án Mani Bát Di Hồng. Hay là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, cái đó chúng ta cũng đọc theo thần chú mà theo Hán Việt. Còn nếu chúng ta đọc theo Bali thì không phải là đọc như vậy. À, chúng ta phải hiểu rất rõ. Và cái câu quay của những người theo mà Tây Tạng, Phật giáo Tây Tạng, người ta quay được một dòng có nghĩa là người ta trì được một biến Om Mani Bát Mê Hầm. Tức là ta mặc định như vậy, tức là ta quay vậy nè. Người ta niệm làm sao lẽ bằng quay được, đúng không? Ai mà niệm Om Mani Bát Di Hồng là nó quay đã mấy vòng rồi, đúng không? À, cho nên người ta lấy cái đó. Cái này hơi công thức. Nói chung là hơi công thức. Nhưng bằng tín ngưỡng của những con người theo mật tông thì họ cảm thấy họ quay về để cái số lượng họ trì chú được nhiều. Họ dựa vào cái dòng quay để họ tính về số lượng của họ đã hành trì câu Om Mani Bát Mê Hum. Đó. Như vậy thì bây giờ những người thực hiện theo mật tông, chúng ta phải tìm theo một vị thầy chuyên về mật tông. Tôi không phải chuyên về mật tông, nhưng qua quá trình đau khổ của bản thân, qua quá trình nhiều chướng duyên của đời sống tu học,
tôi mới tham khảo và lấy ra một phần nào đó để hành trì theo cái duyên của mình. Tôi không bắt ấn để hành trì, mà tôi bằng cách vận dụng tâm thức để hành trì, giống như một sự trì tụng. Chứ tôi không có ngồi để ấn khuyết gì cả, tôi không có làm cái đó. Cho nên tôi muốn nói, nếu các vị tìm hiểu chuyên về mật tông, chúng ta hiểu khái niệm thì tôi trình bày cho các vị. Còn muốn đi chuyên sâu vào hơn nữa thì cái này các vị phải tìm những vị chuyên về mật tông để hướng dẫn chúng ta. Nhưng riêng về tôi đánh giá là mật tông là cái cách hành trì miên mật. Các loại thần chú không có giải thích. Dĩ nhiên là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, người ta đã dịch được cái đó ra thành Việt văn. Từ Hán Việt dịch ra từ Bali phiên âm thành Hán Việt, từ Hán Việt người ta dịch ra thành Việt văn. Có những vị đã dịch thành Việt văn rồi. Nhưng nếu chúng ta đọc một bản Việt văn, chúng ta không còn cảm giác là thần chú nữa. Và vì vậy cái ý niệm về niềm tin của chúng ta và để hành trì một cách thâm mật thì nó mất đi. Cho nên có những người, người ta muốn trì mật tông, người ta tìm nguyên bản gốc, tức là ta không có đọc qua Hán Việt, mà người ta đọc thẳng vào vào chữ Bali. Chúng ta phải thấy như vậy. Cho nên ở đây đừng tìm câu giải thích về mật tông. Đã nói mật thì không cần giải thích. Làm sao chỉ bằng niềm tin và duyên vào một cách miên mật, hành trì cho tới nơi tới chốn, đạt mục đích của nhất tâm trong câu hành trì, chúng ta sẽ có năng lực từ câu thần chú đó. Cho dù thần chú đó là cái gì, đừng nói là chú này linh hơn chú kia linh hơn chú nọ. Không có chú nào linh hơn chú nào cả. Chú nào cũng là chú thôi. Cho nên chúng ta mới thấy vậy. Nhưng mỗi một người có một cái duyên. Có người á, ứng dụng câu Om Mani Padme Hum đem đến cho các vị cái niềm an lạc, hay là có một cái diệu dụng gì đó. Nhưng có người thực hiện chú chuẩn đề, có người á, thực hiện cái chú Lăng Nghiêm gì đó, hay là Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni gì đó. Mỗi một vị có cái giá trị hành trì, nó đem đến cái kết quả khác nhau. Cái đó là cái duyên của mỗi người các vị. Đừng nói bà chị chú này nó mới linh nè, chị chú này không có linh. Không có cái chuyện đó, đừng góp ý với người ta. Quan trọng nhất là người đó nếu có duyên với thần chú đó, hành trì một tuần lễ sẽ đem đến một cái trạng thái tâm lý và một cái gì đó nó khác lạ trong con người chúng ta. Các vị sẽ hiểu liền. Dường như chúng ta tự nhiên cảm thấy an lạc hơn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, có năng lực hơn, có bản lĩnh hơn. Các vị thấy là như vậy đó. Cái này là tôi phải nói rằng cái này tự ứng dụng các vị biết. Mà phần lớn tôi thấy bây giờ Phật tử thích trì đại bi. Và riêng tôi sở dĩ tôi tạo điều kiện cho các vị trì đại bi, đó là con đường một phần cũng thực hiện theo mật tông. Để như vậy, tôi biết trong đời của chúng ta phần lớn chướng duyên rất là nhiều. Các vị sống trong sự ràng buộc của trần lao phiền não, cho nên chướng duyên ràng buộc vô số điều. Tôi khuyên các vị trì đại bi để giúp cho các vị tăng thêm năng lực của mình để vượt qua những chướng duyên đó. Có thể nhờ cái sự hành trì này, nó giúp chúng ta vượt qua những thử thách từ trong gia đình đến ngoài xã hội của chúng ta. Có thể tập cho chúng ta có một cái năng lực bản lĩnh về tâm linh hơn, để chúng ta quyết đoán một vấn đề tốt hơn. Vì vậy, không phải một tháng để trở về đây trì 21 biến chú đại bi là đủ, mà cần phải thực hiện nhiều hơn nữa trong cuộc đời của chúng ta, nếu có điều kiện cho phép. Các vị nên nhớ là như vậy. Đó là tôi muốn nói một cái khái quát để cho chúng ta biết rằng đây là một trong 10 tông phái phát triển sau này và ảnh hưởng một cách mạnh mẽ nhất là Tây Tạng. Và Việt Nam chúng ta cũng ảnh hưởng qua các triều đại, mà chúng ta thấy dường như thời Lý là một trong những thời mà ảnh hưởng về mật tông ở Phật giáo Việt Nam rất là mạnh so với các cái thời điểm khác. Các vị thiền sư vào thời Lý đó là phần lớn là những người có những cái năng lực thần thông đặc biệt lắm. Mà chúng ta đọc qua sử Phật giáo Việt Nam, chúng ta sẽ thấy về cái điều này. Thì trong quá trình lịch sử phát triển đó, thì mật tông nó cũng đã có những từng thời điểm thịnh hành trên đất nước chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng nghi thức tụng niệm chúng ta dường như nghi thức nào cũng có thần chú trong đó cả. Dường như lúc nào cũng có đại bi, lúc nào cũng có vãng sanh thần chú á. Ví dụ vậy. Tôi muốn nói cái đó là gì? Sám hối cũng có chú gì? Đại bi rồi thất Phật diệt tội. Cái này là gì? Bổ sung mật tông vào. Như vậy thì
Cái nghi thức tự thân của nó không phải là một cái bài kinh mà Đức Phật nói như vậy, mà do các tổ chúng ta đã trích lĩnh lời dạy của Đức Phật thành một nội dung chính, và bên cạnh đó bổ sung để trở thành một nghi thức. Ví dụ cái bài Vô Thượng Thậm Thâm Vi Diệu Pháp là của bà Võ Tắc Thiên, chứ đâu phải của Đức Phật nói. Nhưng mà các tổ đã lấy những câu hay, những cái câu có sự thuyết phục, những câu có sự chứng ngộ mới biên tập để trở thành một hệ thống của nghi thức để các Phật tử chúng ta hành trì. Vì vậy một bài kinh ở đó nó gồm có thiền, có tịnh, có mật, rất là nhiều trong nghi thức của chúng ta. Vậy thì người Việt Nam chúng ta khi thực hành nghi thức, chúng ta biết rằng quá trình phát triển Phật giáo Việt Nam chúng ta, thiền tịnh mật dường như cùng đồng hành. Nói một bài kinh chúng ta tụng là chúng ta thấy thiền cũng có, tịnh cũng có, mật cũng có, đúng không? Thiền cũng có trong đó, tịnh cũng có trong đó, mật cũng có trong đó. Như vậy thì qua quá trình đó chúng ta thấy rằng thiền tịnh mật dường như chân kiền ba chân trong quá trình phát triển Phật giáo Việt Nam, và cũng như là những hướng tu chung chung nhất cho Phật giáo Việt Nam. A Di Đà Phật. Kính bạch trên sư phụ, có câu hỏi: hiện con chưa quy Tam Bảo, thỉnh thoảng con có đi chùa lễ lại Phật, nhưng đặc biệt là con thích nghe kinh và các đĩa giảng của sư phụ. Hàng ngày con nghe kinh Pháp Hoa và đĩa giảng của sư phụ. Con nghe kinh mỗi lúc, có thể như khi đi ô tô, lúc đi học. Đặc biệt khi ngủ con cũng nghe bằng tai nghe. Từ khi ngủ cho đến sáng, con muốn hỏi nghe kinh như vậy có bất kính với Phật không? Một số người nói làm như thế thì nghiệp phong trầm của con sẽ thêm nặng, có đúng không? Mong sư phụ quan hỷ. Xin thưa các vị chư quy mà ai dám gọi tôi sư phụ á? Cái này là hôm nay phải cố gắng đăng ký quy liền nghe chưa? Để không thôi những người đã quy chính thức rồi là người ta tẩy chay không kịp á. Đã chư quy rồi mà còn muốn leo lên trước nữa chứ. Xin thưa các vị, nói cho vui vậy thôi, hôm nay mà các vị chưa quy như thế này là điều đáng tiếc. Tôi đã nói rất là nhiều lần, đừng có bất cứ một lý do gì để chúng ta có thể lái đi cái việc mà chưa quy của chúng ta. Điều kiên quyết nhất là một người Phật tử hay là gia đình Phật giáo phải quy y. Còn chuyện tu học như thế nào đó là việc riêng của chúng ta, không có ầu ơ dí dầu như thế này nữa, phải không? Cho nên là tôi muốn cái người nào hỏi cái câu này là ngày hôm nay phải quy y để trở thành một Phật tử chính thức. Và lúc đó tôi mới thừa nhận cái chữ sư phụ này. Xin thưa các vị, đó là chuyện đương nhiên. Thứ hai nữa, tôi nói với tất cả các vị, cái chuyện mà tu học của chúng ta đó thì nó phải linh động. Nếu chúng ta ngồi trước bàn Phật thì chúng ta phải ngồi cho trang nghiêm. Còn trong quá trình đi đứng nằm ngồi và công việc mà chúng ta nhớ niệm Phật hoặc nghe kinh hay nghe thuyết pháp, đó là việc của chúng ta là rất là giỏi. Chúng ta không thể mà gọi là mất oai nghi khi trước bàn Phật để chúng ta đang ngồi hành trì được. Nhưng mà lúc công việc thì chúng ta có quyền gắn phone vô nghe. Ở đây một số người người ta nói là nghe kinh như vậy hôn trầm, thì người ta thể dựa vào cái này. Tức là có những người nói là nghe kinh ngủ ngon, tức là gắn nghe kinh vậy ngủ luôn à, khỏi uống thuốc. Có những người nghe mấy thầy giảng, nghe không biết nghe làm sao, nói thầy giảng hay quá, giảng mà đêm nào cũng ngủ ngon chân, khỏi uống thuốc. Thành ra cái này đó là cái mà người ta nói hôn trầm là gì, sao vậy? Lúc mình nghe cái đó không phải nghe để hiểu, mà dường như nghe để ngủ. Cho nên người ta mới gọi là hôn trầm. Tức là những người khác người ta dựa vào là mình nghe không có tỉnh táo á mà. Nhưng ở đây tôi muốn nói, bình thường lúc thức mình nghe tỉnh táo, nhưng lúc ngủ mà nếu mà ai mà gắn vô trong lỗ tai mà ngủ được, tôi thấy người đó cũng giỏi. Tôi nói thật sự, nếu mà tôi nói thiệt, ai mà ẻn ẻn bên tai cái kiểu đó cho dù là niệm Phật, tôi cũng không ngủ được nữa. Tôi nói thật với các vị như vậy, tôi không có gắn gì trong lỗ tai để nghe được hết trơn trời. Mà sao tôi thấy có người đi đứng nằm ngồi lái xe, nó nhét cái gì trong người nó không biết, nhưng mà nó móc sợi dây lên đấy lọt ra đây. Mà tôi nói nghe từ tối tới sáng, không biết có lũng màng nhĩ không chứ nghe ghê gớm vậy. Mình nghe ở một mức độ nào thôi, cho tôi thấy họ nghe gì liên tục như vậy.
Mà thậm chí có một số người nghe nhạc cũng nghe bằng cách đó. Cái đó gọi là mình áp đảo cái đầu của mình ghê gớm lắm đó. Các vị tự dồn nén cái đầu mình vô những cái phần mà bị ức chế, vậy mà dồn nén âm thanh như vậy nguy hiểm vô cùng. Ở một phần thôi, nhưng ở đây tùy thói quen của các vị. Các vị nghe pháp hay là nghe kinh mà để ngủ, cái đó không có sai. Cũng là một cách thức để chúng ta quân tập lúc vô tình, tức là lúc chúng ta không có ý thức, nhưng mà chúng ta tự cho cái ý thức quân tập bất tư nghì của cái nhĩ căn chúng ta. Cái việc đó cũng tốt. Còn lúc mà chúng ta nghe kinh thật thụ hay là chúng ta hành trì thì nó phải nghiêm túc trong lúc thật thụ hành trì. Còn cái đó gắn vô để chúng ta ngủ xem như một phương tiện, cái đó không có lệ thuộc cái gì để gọi là hôn trầm. Nhưng mà những lúc chúng ta thật lòng ngồi tu trước Phật mà chúng ta cứ gục lên gục xuống hoặc là đọc không có tỉnh táo thì cái đó mới là những nhân tố hôn trầm. Con người chúng ta có nhiều cái cách để chúng ta nghĩ. Còn hành trì thì chúng ta là phải thật sự tỉnh táo. Còn chúng ta nghỉ ngơi, chúng ta ngủ, có thể nghe nhạc ngủ, thì bây giờ chúng ta lấy kinh hay nghe niệm Phật để ngủ càng tốt, đâu có sao đâu. Thành ra riêng tôi thì việc này không có lỗi gì. Quan trọng nhất là chúng ta có cái thói quen nghe thì cứ nghe để ngủ. Còn giờ nào thuộc về nghe để tìm hiểu hay là để tụng kinh trước bàn Phật thì lúc đó phải thể hiện sự nghiêm túc và tỉnh táo của con người đường hoàng, chứ không có lấp lửng mơ mơ màng màng như vậy thì cái đó không phải là những con người học tu có trí tuệ. A Di Đà Phật. Là người tu Phật tại gia và xuất gia thì khi chết đi nên chôn hay hỏa táng. Ngoài ra nghĩ rằng phần tiểu thực buổi chiều nên được bỏ đi để giảm bớt chi phí và công sức của nhà trù. Cái này có bộ có lý à. Sự thật với các vị, sẵn đây tôi nói với các vị luôn, cái việc khóa tu của chúng ta mà chiều phát quà cho các vị á, nhất là có kèm thêm một gói xôi là một thức ăn gì đó, cái này á, sự thật ra không phải là do các vị yêu cầu, mà tôi cảm thấy rằng nếu các vị ở xung quanh dùng ở đây hoặc ở thành phố thì chuyện này nó không có gì để khó. Nhưng tôi thấy một người số ở Cà Mau, một số Cần Thơ, một số Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Vũng Tàu, tức là tôi thấy những nơi xa, thì lúc trước tôi có nói với các vị là ai ở xa các tỉnh thành về thì đăng ký để nhà trù sắp xếp cho chúng ta một chút phần tiểu thực chiều để chúng ta an lòng đi về con đường xa. Cái đó là do cái tôi nghĩ. Nhưng mà thật sự làm cái đó nó rất là khó, là mình không biết ai ở đâu. Và mỗi lần phát như vậy nó rất là rộn ràng, người có người không, nó làm cho cái việc mà gọi là phát nó cũng không có thoải mái. Cho nên cuối cùng tôi nghĩ là chấp nhận quyết định cho chúng ta là cứ phát hết cho những người đăng ký một cách chính thức về đây tu học. Nhưng nếu những cái khi mà chúng ta về sớm như thế này, ví dụ như hôm nay có thể là thời gian chúng ta về sớm hơn mọi khi, thì cái việc này chúng ta khỏi cần tiểu thực chiều. Thì ở đây dầu cho khỏi đi chăng nữa thì có ai phát tâm lại đó cúng cho mỗi người hộp ngũ cốc. Cái hộp đó là trong đó có, nó có 5 bịch sữa ở trong đó đó. Tôi không biết ai hào phóng quá à, làm cho người ta hiểu lầm á, tu viện Tường Văn đại gia gì ghê ghê vậy. Tôi nói thật sự á, phát ghê gớm. Tôi thấy chắc mấy chục thùng ở dưới á. Rồi nói là để cúng dường cho những người về đây đăng ký tham dự khóa tu. Thì thật sự tấm lòng của các vị như vậy rất là tốt. Nó cũng là một điều rất là hên cho tôi. Chiều nay tôi khỏi cần lo buổi chiều cho về sớm. Cũng hên đó chứ. Nó đủ duyên. Nó thẳng ra đủ duyên. Thật sự với các vị, bởi vì thời tiết này mà nếu ở nhà bếp mà nấu xuyên suốt như vậy thì nóng dữ lắm, thật sự rất là tội. Nếu mà muốn có buổi chiều thì buổi sáng này làm cơm cho các vị xong rồi đó, là 9 giờ là các nồi phải bắt nấu cho tới làm sao cho kịp, phải 2 giờ phải có đầy đủ để mọi người ta vô bao cho các vị để buổi chiều. Đó, vì vậy cho nên nấu một quá trình dài về với thời tiết này thì tôi thấy cũng tội. Thành ra cái việc này thì tôi nói thật với các vị, tôi cũng không có suy nghĩ gì về vấn đề là sợ hay không. Có nhiều chúng ta ăn nhiều, có ít ăn ít, việc về đây là chúng ta thoải mái lo tu tập là chính.
À, ăn uống là 10. Xin lỗi các vị, tôi nói chơi thôi. Cho nên việc đã để sau này, nếu sau này những cái thời tiết mà như vậy thì mình sẽ giảm thời gian tu học lại chút xíu, mình về sớm cho nó đỡ. Thì nếu chúng ta về sớm vậy thì sau này ban tổ chức sẽ phát một cái quà nhẹ gì đó cho chúng ta, trước khi chúng ta về khóa tu cho nó thoải mái hơn. Và ban tổ chức cũng nó tiện cho cái vấn đề của quá trình dài của nhà trù. Thì việc này tùy sự hợp tác và thông cảm của tất cả các vị. Đây là có câu hỏi đề nghị như thế này thì cũng là một cái hướng mở cho chúng ta. Mà cái này thật sự không phải do các vị bắt buộc, mà này là do ban tổ chức tôi sắp xếp mà thôi. Đó là tại vì tôi thấy mình suy nghĩ cho những người ở xa bận tâm mà ban tổ chức tự làm, chứ thật ra không có một người Phật tử nào yêu cầu tôi về việc này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Năm câu hỏi đầu tiên chúng con đã được thầy giải bài một cách hết sức chân tình, rất là vui khi được gỡ gói những tơ lòng. Và những câu hỏi tiếp theo chúng con xin được đệ trình lên thầy như sau. Câu hỏi thứ nhất: kính bạch thầy, cho con được hỏi, tổ đình, chùa và tịnh xá khác nhau như thế nào? Giới luật, kinh điển và nghi lễ có khác nhau không? Mặc áo giới của tịnh xá vào chùa hoặc mặc áo tràng bên chùa vào tịnh xá có được không? Con không biết pháp môn mật tông là gì, trì chú đại bi con không hiểu nghĩa là gì thì có lợi ích gì không? Và phải trì bao nhiêu lần thì đủ? Kính mong thầy quan hỷ giải thích cho con. Câu hỏi thứ hai: kính bạch trên thầy, như con đã biết, khi người đã thọ giới Bồ Tát thì suốt đời cũng không xả giới được. Và đối với giới sát sanh thì chẳng những không giết hại sinh vật cho dù là nhỏ nhất, mà khi thấy sinh vật bị nạn còn phải hết lòng cứu giúp. Vậy đối với Phật tử chúng con, khi hàng ngày phải ra chợ mua thức ăn cho gia đình, đã chứng kiến biết bao nhiêu sinh vật bị giết mà không thể cứu được. Xin hỏi thầy, vậy chúng con có bị phạm giới hay không? Câu hỏi thứ ba: thưa thầy, con có một số thắc mắc xin được thầy giải đáp. Một, mẹ con năm nay 94 tuổi, bà có một số tiền để lo hậu sự. Con muốn sau khi lo việc cho bà xong, nếu còn dư sẽ mang đi làm từ thiện hoặc cúng dường tam bảo để tạo phước cho bà. Nhưng ý mẹ con lại muốn dùng số tiền dư ấy để sửa mộ cho người thân. Thưa thầy, nếu làm theo ý mẹ là đem số tiền dư đi sửa mộ thì mẹ con có được phước không? Hai, anh và các em con ở Hà Nội bình thường vẫn đi chùa lễ Phật và đọc kinh mỗi ngày ở nhà, nhưng gia đình con thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã lâu, nhiều đời. Nếu anh em và các em con quy y và vẫn thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo vì thờ đã nhiều đời nên không bỏ được, như vậy có vi phạm lời nguyện không quy y trời, thần, quỷ vật không? Ba, con thấy bài sám nguyện rất hay, mỗi tối con đều đọc kinh Phổ Môn ở nhà. Kinh này chỉ có sám cầu an, con có thể đọc thêm bài sám nguyện vào trước phần hồi hướng được không? Câu hỏi thứ ba: xin cho con hỏi, thưa thầy, tại sao người xuất gia tu hành phải xuống tóc? Bạch thầy, con là Phật tử Diệu Thơm, xin được hỏi thầy, trí tuệ và trí huệ khác nhau hay giống nhau? Câu hỏi thứ năm:
khi mẹ con chết, các con theo đạo Chúa với mẹ, báo hiếu cho mẹ được 3 năm. Sau 3 năm, gia đình chị em đau ốm, có gì khuất mắt cũng nguyện với Đức Phật. Chị em con đi chùa, ăn chay như vậy có được không? Sau khi chết, Chúa có giằng xé chị em con không? Con có lỗi với mẹ không? Đó là năm câu hỏi tiếp theo chúng con xin được đệ trình lên đại đức trưởng ban tổ chức giải bài. Nhờ vậy tôi mới biết trong xã hội rất là phức tạp. Thật sự với các vị phải nói là trong xã hội có vô số các vấn đề. Thật ra với các vị, khi quá trình tôi học và tu ở chùa, tôi đơn giản về cách nhìn đời dữ lắm. Tôi nói thật với các vị. Cho nên ngày xưa tôi có nói với các vị đó, từ thở nhỏ tôi chưa đầy 20 tuổi, tôi mới có một cảm giác là tôi nhìn nhận một người con trai là một người con gái khi 30 tuổi là tôi xem như là thánh thần. Trong cảm giác của tôi là như vậy. Tôi nghĩ người cỡ tuổi này là bắt đầu không có sai lầm. Thậm chí tôi nói thật với các vị, thời điểm đó tôi nghĩ là từng tuổi này là không còn yêu nữa đó chứ. Tôi nói thật lòng luôn đó. Tôi nghĩ từng tuổi này là chắc là người ta vững vàng, người ta lớn, đủ tuổi trưởng thành. Thậm chí người ta còn không cần thiết yêu đương trong độ tuổi này nữa. Nhưng mà thật ra các vị, càng lớn lên và càng tiếp xúc nhiều với xã hội, tôi mới biết rằng là đúng là mình nhìn đời quá tiến diện. Nhất là ở trong chùa nhìn cuộc đời rất là đơn giản. Cho nên tôi nói thật với các vị, tại sao khi tu sĩ phần lớn hoàn tục mà lại đi tu trở lại 70%? Những tu sĩ hoàn tục rất là nhiều, nhưng sau khi hoàn tục quay trở lại tu, ít nhất tôi nghĩ từ 5-70%. Tại sao vậy? Cũng có cái nhìn giống như tôi vậy đó. Tức là khi ở trong chùa nhìn ở bên ngoài đơn giản vô cùng, dường như không có cái gì nó phức tất, hay là nó không có gì nguy hiểm, nó không có gì là ghê gớm. Nhưng rồi khi thực tế bước ra ngoài, thật sự sống giữa cuộc đời, những sóng gió, những quan trái, những thử thách, những mà gọi là ác tâm, những thù hiềm, những cái thế này thế kia trong cuộc đời, rồi mới kinh hãi giật mình biết rằng mình sai lầm. Cho nên phần lớn khi tu sĩ nhảy ra một thời gian rồi là quay trở lại liền, kinh hãi quá. Và nếu những người trong trường hợp đó khi quay trở lại, phần lớn tu rất là thành tâm. Nè, một lần đã vấp ngã, sảy chân thì phần lớn quay trở lại tu tương đối tốt. Nè, đã tự chứng kiến và tự hiểu được là cuộc đời không đơn giản như mình nghĩ. Đây là cái điều này tôi đã từng tâm sự với biết bao nhiêu những thầy tu đã sau khi hoàn tục quay trở lại. Sự thật ra tôi đã nói rất là nhiều về điều này. Tôi đã nói rất là nhiều trong các bài giảng khác nhau. Đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu một lần hoàn tục quay trở lại, xem như lặp lại từ ban đầu, nhưng mọi người vẫn chấp nhận. Cho nên ở trong chùa giàu có khuất tất, giàu có những cái gì đó, những mặt hạn chế, những phiền não, tôi nói thật chỉ là một phần rất nhỏ. Nhưng bước vào trong đời mình mới thấy ghê gớm. Ví dụ trong chùa có những người thiếu tu tập sát phạt với nhau, thì tôi cho có sát phạt dữ lắm cũng lấy cái sống mà đấm nhau thôi, chứ còn không có chém ngọt ngào như ở ngoài đời như vậy. Cái này là tôi nói thật. Cho nên là sáng tôi có nói cái gì với các vị đó, tu hành dù thế nào ác cách mấy cũng không thể nào sánh được hơn người đời. Cho nên tôi nói thật, để gọi là làm đạo, một nhà tu phải lấy chân thật tâm để đối diện với đời mới thành công. Một người tu mà lường cân tráo đấu khôn dại quá, không thể nào giúp đời tốt hơn được. Và cũng không phải là cái tốt đối với nhà tu của chúng ta. Nhà tu không dùng cái khôn dại của cuộc đời, mà dùng cái chân thật tâm của người tu thì mới cảm hóa được chúng sinh. Bởi vì cái đầu của chúng sinh là có sạn. Thầy tu đừng bắt chước cái đầu có sạn như thiên hạ. Cục sạn có đi chăng nữa cũng nhỏ hơn thiên hạ rất nhiều, không làm ăn được gì đâu. Cho nên ở đây đừng tập cho cái đầu mình có sạn, mà hãy chân thật tu hành theo Phật Pháp. Dùng cái gì? Sự thật là nó là sự thật. Và cái đó mình mới giúp người đời họ bỏ đi được những cái
xấu xa hay là lỗi lầm gian dối lừa đảo này kia cái nọ, mình mới độ người ta được. Nói thẳng là như vậy. Cho nên người tu mà đem cái khôn dạy của cuộc đời để đi ra, để đối diện với cuộc đời, tôi đố ai có thể hơn được người đời. Đây là chuyện người đời đã từng sống và từng làm, họ đã lão luyện rồi. Cho nên tôi muốn nói với tất cả các vị là, cho nên môi trường tu hành có như thế nào đi chăng nữa cũng rất là tốt, và giới hạn cho chúng ta nhiều ác nghiệp rất là nhiều, phải nói là như vậy. Và Phật tử khi có tu thì chúng ta sẽ biết, chúng ta tự kéo mình vượt ra khỏi những cái ràng buộc của ác duyên, chứ không phải là chuyện bình thường. Nó thành ra đó, hồi nãy là tôi muốn nói với các vị là sau cái câu đó đó, là tôi muốn nói với các vị như một lời để gọi là cho chúng ta thấy giữa cái nhìn giữa đời và đạo nó có những cái khác nhau như vậy, để chúng ta có cái hướng tu hành. Trong đây cái câu là: cho con được hỏi tổ đình, chùa và tịnh xá khác nhau như thế nào? Mặc áo giới của tịnh xá vào chùa hoặc mặc áo tràng bên chùa vào tịnh xá có được không? Còn câu pháp môn mật tông là nãy tôi đã nói rồi, khỏi cần lặp lại. Ở đây xin thưa thật với các vị, năm danh xưng Phật giáo hiện nay cho các cơ sở tự viện nó gồm cái gì? Tự viện, tịnh xá, tịnh thất và niệm Phật đường. Đây là năm danh xưng cho các cơ sở thờ tự của Phật giáo. Tự là chùa, chúng ta tự nhiên dịch ra là như vậy. Viện là gồm có thiền viện, tịnh viện hay là tu viện như chúng ta. Nhưng mà chùa nó có tính cách là bao quát. Thật ra với các vị, cái chữ tự này là chúng ta lấy từ ở chủ Trung Quốc, mà những cái ngôi chùa đầu tiên của Trung Quốc là Hồng Lô Tự. Tự ngày xưa nó như một dinh thự, như một cung điện vậy đó. Nó nguy nga tráng lệ vô cùng. Cái chữ tự nó để chỉ cho một cái gì? Nguy nga tráng lệ đồ sộ trong cái sinh hoạt theo Phật giáo. Sau này khi qua Việt Nam, chữ tự được dịch thành chữ chùa. Mà sự thật với các vị, tôi ở chùa từ nhỏ mà tôi không phái chữ chùa. Tôi nói thật lòng như vậy. Chữ chùa tôi nghe nó làm sao á. Nhưng mà sự thật cái phần lớn là, phần lớn là chúng ta chùa là những chùa lớn không ấy, chứ đâu phải gì bình thường. Qua quá trình đi học tu nhiều nơi thì tôi thấy chùa sinh hoạt nó nhiều thứ quá. Nói chung là sinh hoạt rất là nhiều cái mặt như vậy. Thành ra tôi thấy các cái viện á, tôi đi thăm các viện, tôi thấy có sự sinh hoạt dường như nó có chữ chuyên môn hơn. Nó hạn chế đi những cái mà nó nhiêu khê hơn. Thì tôi tự so sánh vậy đó. Trong quá trình là tôi đi chùa, rồi tôi đi học ở thiền viện hay là các tịnh viện, hoặc đi đến viếng thăm, thì tôi thấy như vậy. Mặc dầu cái chữ chùa là cái chữ tự là cái lớn nhất trong các danh xưng cơ sở thờ tự. Đúng ra những cái chùa nhỏ nhỏ mà để chùa nó không có tương xứng với cái chữ chùa đâu. Có nhiều cái chùa tôi thấy có chút xíu mà cũng để chữ chùa. Cái đó nó không tương xứng, cái đó chỉ là một tịnh thất thôi, hoặc là một niệm Phật đường thôi. Cái đó nó chưa xứng đáng với tầm vóc của một ngôi chùa. Chùa là một cái danh xưng cho một cơ sở lớn nhất trong cái gọi. Nhưng mà sau này nói chung là khi cơ sở thờ tự của Phật giáo thì ai muốn dùng thích gì thì dùng. Chứ thật sự nếu mà đứng về mặt tính chất nó là như vậy. Viện nó có tính cách nhỏ hơn, chuyên môn hơn, nó gói ghém lại hơn. Chùa mới viện, rồi sau đó nó mới có tịnh xá, rồi tịnh thất, niệm Phật đường. Nói chung cho dù với bất cứ danh xưng nào, nó cũng chỉ là cho cơ sở thờ tự của Phật giáo. Nhưng mà cái chữ tịnh xá đó, mình nói là tịnh xá là ở Việt Nam mình gọi theo thói quen. Đúng nghĩa của nó đó là vihara, là tinh xá, chứ không phải là tịnh xá. Tịnh xá là ngôi nhà trong sạch. Nhưng mà cái chữ tinh xá đó là nó chỉ cho những nơi thuần khiết. Những nơi thuần khiết. Cho nên thời của Đức Phật là chỉ có tinh xá. Tinh xá Kỳ Hoàng, tinh xá Trúc Lâm, tinh xá Kỳ Viên, rồi nó vậy đó. Chứ còn phần lớn là thời của Đức Phật không có tự viện gì hết á. Cũng không có tịnh xá, không có niệm Phật đường, không có chùa, không có gì hết á. Cách những tiếng gọi như vậy. Sau này qua quá trình du nhập bên Trung Quốc thì mình ảnh hưởng thêm cái chữ chùa. Và sau này cái chữ tinh xá rất có thể người ta dùng
lấy lại từ thời Đức Phật để xây dựng cơ sở thờ tự Phật giáo ở Việt Nam là Tinh Xá, nhưng mà do quá trình trại ngữ viết chúng ta gọi trở thành Tịnh Xá. Chứ đúng ra cái chữ nó là Tinh Xá, dịch từ tiếng gốc Bali của nó là Vihara. Nó là như vậy. Vậy thì bây giờ ở đây thêm cái chữ Tổ Đình. Cái chữ Tổ Đình này sự thật nó là một cái từ để gọi chung, chứ không phải là để chỉ cho một cái riêng của một cái cơ sở thờ tự nào. Cái Tổ Đình là cái nơi chốn tổ, ví dụ cái tu viện Tường Vân, mà nơi này có một vị tổ xuất thân, có một dòng phái, có một cái tông môn nào đó tại đây, rồi để nó phát sinh ra nhiều chùa ở khác, đệ tử mình đi khắp nơi hành đạo chỗ khác, rồi sau này cái vị thầy đó tịch, thì các đệ tử mà của chính tu viện Tường Vân này về đây, thì cái này gọi là Tổ Đình, là chốn tổ, là nơi thầy tổ, cái tổ của mình, cho một dòng phái, cho một tông môn, cho một pháp phái của mình. Thì cái này ví dụ Tổ Đình tu viện Tường Vân, tu viện Tường Vân, nhưng mà đó là Tổ Đình của tông môn pháp phái dòng tu đó, của hàng đệ tử đó. Các vị hiểu chưa? Cho nên cái chữ Tổ Đình nó không chỉ riêng cho một cái nào cả, mà nơi nào có khởi điểm một thầy, một vị thiền sư, một vị tổ sư nào đó của dòng phái, tông môn pháp phái nào, thì cái đó của tông môn pháp phái đó họ tự đặt vào cái tên của chùa đó, Tịnh Xá đó, hay là tự viện đó là Tổ Đình. Ví dụ bây giờ Tinh Xá ở dưới Vĩnh Long, mà Tinh Xá Ngọc Viên ha, thì bây giờ nơi đó là nơi xuất phát của Tổ Minh Đăng Quang, thì người ta sau này dòng phái khất sĩ người ta chọn Tinh Xá Ngọc Viên ở dưới làm Tổ Đình. Vậy hay là nơi tôi ở ngày xưa xuất gia là Tổ Đình Phước Hậu, thật sự đó là chùa Phước Hậu. Nhưng những bậc tổ xuất phát từ đó, ví dụ như là Tổ Khánh Anh nè, rồi sau này ở Hòa Thượng Thiện Hoa nè, hay là nơi đó là nơi các chốn tổ của những bậc thầy của dòng phái, tông môn pháp phái đó, thì cái nơi đó gọi là Tổ Đình. Ví dụ như là Tổ Đình chùa Phước Hậu, chùa Phước Hậu nhưng mà Tổ Đình của dòng đó, của những cái người trực thuộc cái dòng tu đó, theo pháp môn pháp phái đó, thì cái đó gọi là Tổ Đình. Các vị hiểu chưa? Như vậy thì ở đây Tổ Đình chùa Tịnh Xá nó là những cái như thế. Còn căn bản các danh xưng tự viện Phật giáo là tự viện Tịnh Xá, Tịnh Thất, Niệm Phật Đường. Đây là năm danh xưng căn bản. Còn cốc thất gì đó, cốc gì đó, mấy cái đó là cái riêng, cái đó là cái mà cất một chút xíu ở đó gọi là cốc. Vậy chứ sao? Cái gì nhỏ nhỏ ta gọi là cốc, ví dụ đèn nhỏ nhỏ gọi đèn cốc, phải không? Hai là mặc áo giới của Tinh Xá vào chùa, hoặc mặc áo tràng của bên chùa vào Tịnh Xá. Cái này nó không có quy luật. Thậm chí chúng ta chả mặc áo nào cũng vào chùa vào Tịnh Xá thoải mái. Không phải không mặc gì, có nghĩa là không có mặc áo tràng hay là không mặc áo vào Tịnh Xá. Không mặc gì có nghĩa là chúng ta mặc thường phục á. Ngay nghĩ bậy chịu. Xin thưa các vị, cái áo mà áo tràng hay là cái áo sau này tôi không biết làm sao, người ta gọi là cái áo giới. Ta gọi là áo giới. Cho nên là một số những người không phải là Phật tử họ không có dám mặc. Cái trường hợp này tôi đã từng gặp rồi. Một số người có áo tràng nhưng mà không dám mặc đi chùa. Tôi hỏi sao vậy? Họ nói con chưa quy y cho nên con không dám mặc. Cái chuyện này có xảy ra đích thân tôi. Tại vì ngày xưa ở Giác Ngộ tôi có thấy cô đó, cô đi tụng kinh mỗi ngày mà cổ mặc đồ thường vậy nè. Thật sự trong lòng cũng xin lỗi, là tôi nghĩ cổ nghèo cũng không có tiền mua áo tràng hay sao á. Tức là mình thấy cổ cũng thường thường, cho nên đó mình có sách giải lam ngày xưa người ta hay cho đó, tôi mới mang xuống đích thân tôi mới cho cổ. Tự nhiên tôi cầm tôi đưa cô, tôi cũng không quen biết gì mà tôi thấy vậy nhiều ngày quá, cái tôi mới sách giải lam tôi cho cổ vậy nè. Cái nó thầy cho con làm gì? Tôi nói cho cô mặc áo tràng mặc. Nó con có rồi. Thầy nói ủa có rồi sao cô đi chùa con mặc? Nói vậy con chưa quy cho nên con không dám mặc. Thì ra là như vậy, bị hố. Này là tài khôn.
nó thì nó có cái đó. Tức là do các vị nó áo giới, còn ta chưa thọ, ta chưa thọ giới, ta không dám mặc, ta nghĩ là mặc sợ tội. Xin thưa các vị, nó không có chuyện đó. Áo tràng đây là một hình thức để nghi lễ chúng ta mặc được đồng nhất và trang nghiêm. Cái áo của những người cư sĩ theo khất sĩ lão sau này mới chế ra thêm, cải cách thêm. Đúng ra cái chiếc áo tràng này chúng ta có trước cái áo mình hệ phái khất sĩ. Nhưng ở bên khất sĩ người ta phần lớn là mặc áo tràng màu trắng, tại vì người ta lấy theo cái chữ bạch y. Người cư sĩ người ta gọi là bạch y, là người mặc áo trắng theo cái truyền thống của Nam truyền Phật giáo. Cho nên các vị thấy là những cái người bạch y thật sự á, cái bạch y của Nam truyền Phật giáo là cái người mà thọ tám giới. Người nữ mà thọ tám giới mặc áo trắng á, toàn bộ là trắng đó, cái đó gọi là bạch y, không phải là người xuất gia thật thụ. Rồi sau này chúng ta lấy cái từ bạch y, chúng ta mới mai thành cái màu áo mà khất sĩ phần lớn là chúng ta thấy mặc áo trắng. Nhưng mà dù áo nào đi chăng nữa, đó là cái cách của mỗi cái tông môn hay là những cái tổ chức mà họ lại thấy cái nào đẹp thì họ đặt ra để cho người Phật tử mặc cho nó trang nghiêm, nó đồng nhất với nhau vậy thôi. Ví dụ ở miền Nam chúng ta thấy cả hội trường này chúng ta đâu có thấy ai mặc màu nâu, đúng không? Nhưng mà chúng ta ra miền Bắc thì chúng ta thấy Phật tử miền Bắc mặc áo tràng như chúng ta, nhưng là màu nâu. Bây giờ đi ra Bắc giảng thì bây giờ thấy nó là có cả hai. Ngày xưa thì toàn là màu nâu, nhưng bây giờ là nửa nâu nửa lam. Một số Phật tử sau này lại thích màu lam trong miền Nam, một số thì còn vẫn giữ nguyên cái màu nâu theo truyền thống của miền Bắc. Nhưng mà cũng cùng là một kiểu áo, cùng là một kiểu áo, chỉ khác màu thôi. Thì theo tôi nghĩ cái này nó xuất phát từ hai miền. Miền Bắc phần lớn là có những mùa lạnh, cho nên cái màu tối, màu nâu là những cái màu để giúp cho chúng ta chống lạnh. Còn những nơi mà ở miền Nam như chúng ta, phần lớn chiếc áo phải màu lam, màu tươi, sáng. Nó thuộc về những màu sáng để chống nóng. Khi chúng ta nóng như thế này, chúng ta mặc một cái áo màu nâu, nó hấp thụ nhiệt hơn là một cái áo màu lam, màu tươi như thế này. Các vị biết ton mà sở dĩ gọi là ton lạnh, các vị nghĩ sao nó lạnh? Ton là nó ton thôi, chứ ton lạnh là làm sao? Nó lấy cái gì, nó gắn cái giống gì ở trong chổng mà nó lạnh? Các vị hiểu không? Tại sao ta gọi là ton lạnh? Thật sự ton lạnh là do nó phản chiếu ánh sáng lại với hề mặt trời. Cho nên khi nào mà nó còn cái chất màu mà màu sáng ở trên ton á, nó phản chiếu thì nó không nóng. Vài tháng sau nó bay cái đó rồi, ngồi dưới coi nóng không biết. Các vị hồi đó giờ các vị đun nước sôi, các vị biết không? Nếu các vị đun cái nồi nước đang sôi ục ục như thế này, các vị cứ lấy lên, các vị để cái bàn tay ở dưới, phỏng tay đem lại đây tôi đền. Nhưng mà chỉ để lúc mà nó ục thôi nha. Nhưng mà lúc nó trầm lại rồi á, các vị đừng nói để lúc đó phỏng tay rồi đền tôi đi. Lúc là nhiệt nó bốc lên á, các vị để cái bàn tay dưới cái ấm á, các vị thử nấu nước đi. Để bàn tay dưới cái ấm mà nước đang sôi như vậy, các vị lấy lên, các vị để dưới bàn tay, không có nóng. Nhưng mà khi khói mà nó ngừng bốc hoặc nó yếu đi thì nhiệt nó mới tỏa lại đó, thì lúc đó nóng. Vậy thì bây giờ ton nó có lạnh hay không, không cần biết. Các vị cứ mua những ton mà nó sáng một chút mà các vị mới lợp cũng không bao giờ nóng. Các vị thử đi. Nhưng mà qua quá trình ton lạnh thì nó sẽ có một cái chất gì bảo vệ ở trên mặt đó, đó nó sẽ lâu lâu hơn là ton thường. Ví dụ ton thường mình chừng tuần lễ 10 ngày là mình bị nóng, nhưng mà ton đó có thể kéo dài được vài tháng, là sau qua thời gian nó tróc, nó phai, hoặc là nó mờ dần cái ánh kim gì đó, rồi lúc đó nó sẽ nóng. Chứ thật sự ai mà làm được cái ton lạnh, cái gì mà lạnh đó đó. Thì áo của chúng ta, tôi muốn nói cái đó để dẫn chứng rằng, nếu chúng ta mặc cái áo màu tươi sáng trong mùa nóng, chúng ta sẽ ít bị nóng hơn. Nhưng nếu chúng ta mặc cái áo màu đen, màu nâu vào mùa nóng, chúng ta sẽ bị hấp thụ nhiệt nhiều hơn. Cái này là chuyện đương nhiên, rất là khoa học nó như vậy. Cho nên những cái chiếc áo như thế này, cái vấn đề này các vị cứ thoải mái. Nhưng tôi muốn nói như thế này, nếu vào trong một tập thể hoàn toàn tất cả 99% họ mặc áo tràng như thế này mà có lọt vô mình chiếc áo thì thấy mình lẻ loi, thì coi như là mình xe cua thêm cái nữa. Nếu tất cả mọi người như vậy thì mình cũng mặc giống mọi người cho nó đẹp. Nhưng nếu Phật tử chúng ta không ở gần chùa mà chỉ ở gần tịnh xá,
Mỗi ngày chúng ta qua đó tụng kinh mà nếu thấy 99% tất cả các Phật tử họ đều mặc áo như thế, mà chúng ta có mình lẻ loi, chúng ta muốn hòa đồng cho vui, thì chúng ta cũng xe cua thêm một chiếc áo nữa cho nó đẹp. Cái đó không có lỗi phải đúng sai gì hết, mà do cái vấn đề nhìn cho nó hòa đồng trong lúc sinh hoạt vậy thôi. Chứ còn những vị thầy, những vị sư cô ở chùa hoặc ở tịnh xá, cái vấn đề đó không hề gì, không ai bận tâm gì đến các vị mặc chiếc áo nào, miễn các vị đến chùa trang nghiêm tụng kinh là được. Thậm chí các vị chỉ mặc thường phục đến chùa tụng kinh thì cũng không ai nói gì, cũng hay đánh giá sai đúng gì à, cái chuyện đó là không có gì quan trọng. Thì tôi phân tích như vậy để cho các vị hiểu. A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, như con đã biết, khi người đã thọ Bồ Tát giới thì suốt đời cũng không xả giới được. Và đối với sát sanh thì chẳng những không giết hại sinh vật cho dù là nhỏ nhất, mà khi thấy sinh vật bị nạn còn phải hết lòng cứu giúp. Vậy đối với Phật tử chúng con, khi hằng ngày phải ra chợ mua thức ăn cho gia đình, chứng kiến biết bao nhiêu sinh vật bị giết mà không thể cứu được, xin hỏi thầy, vậy con có bị phạm giới hay không? Xin thưa các vị, tôi biết cái người trăn trở để hỏi câu này, bởi vì trong Bồ Tát giới rất là khắt khe, chứ không phải là bình thường. Thấy một chúng sinh là sinh vật là heo bò châu chó gì đó mà chuẩn bị, coi như là mình chuẩn bị đem đi giết, mà mình không có tiền thì mình phải đi cầm bán hay tất cả mọi thứ để mua, để cứu chuộc mạng cái chúng sinh. Nếu không làm là sẽ phạm ba la di hay là hoặc khinh cấu tội. Ở trong cái giới Bồ Tát có là như vậy. Cái này rất là khắt khe. Cho nên cuối cùng không có, thậm chí phải hy sinh thân mạng của mình để cứu chuộc chúng sinh. Đây là những điều được quy định trong Bồ Tát giới, để gọi là trưởng dưỡng lòng từ bi vô ngã một cách tuyệt đối là như vậy. Đây là gọi là hàng cao thủ của Bồ Tát, còn trên vấn đề của thường của chúng ta. Tôi biết rất nhiều người thọ giới Bồ Tát, thậm chí cả bản thân tôi khi thọ tỳ kheo rồi cũng thọ Bồ Tát giới. Tất cả những tu sĩ của Bắc Tông phải thọ Bồ Tát giới, bởi vì Bắc Tông là đi theo con đường của Bồ Tát hạnh, gọi là theo Đại Thừa Phật Giáo. Cái từ nguyên thủy xưa kia gọi là như vậy, bây giờ mình chỉ gọi là Bắc Tông thôi. Đó là những tư tưởng gọi là lấy từ bi làm trọng. Còn tỳ kheo giới là lấy thanh tịnh giới làm trọng. Nhưng mà tỳ kheo giới gọi là tận hình thọ, có nghĩa là thọ tỳ kheo, sau khi chết rồi tỳ kheo giới mất. Còn Bồ Tát giới sau khi chết, Bồ Tát gọi là tâm địa giới, cho nên chết 80.000 kiếp Bồ Tát giới vẫn không mất, bởi vì Bồ Tát giới có thọ mà không có xả, cho nên gọi là tâm địa giới. Ví dụ tôi thọ tỳ kheo tới 80 tuổi hay là 60 tuổi gì đó tôi chết à, thì khi tôi chết tỳ kheo mất, gọi là tận hình thọ, lúc đó không còn giới tỳ kheo nữa, tái sinh lên một thân phận mới. Thì nếu có duyên đi tu thì phải thọ giới lại từ ban đầu, hoặc là trong đời sau khi hoàn tục thì sau khi quay trở lại tu hành cũng phải lập lại từ ban đầu. Cái giới tỳ kheo có thọ có xả, nó là như vậy. Còn Bồ Tát thọ là không xả à, nhưng đã gọi tâm địa giới, có thọ hay không vẫn là như vậy. Nhưng ở mức độ về mặt giới pháp thì người ta có phân ra như vậy cho chúng ta dễ có cái hình dung và khái niệm. Cho nên xin thưa thật với các vị, đứng về mặt tỳ kheo giới, tôi không được quyền nói tình yêu, không được quyền giảng gia đình, không được quyền giảng kinh tế, không được quyền giảng cái đó. Cái đó tùy theo giới tuyệt đối là không được làm. Nhưng Bồ Tát giới thì nó lại khác. Bồ Tát giới như thế này, việc đó mình làm biết mình sai, nhưng mà để gì cứu chuộc cho số đông hoặc lợi ích cho số đông, biết sai mà vẫn làm, đây là Bồ Tát giới cho phép. Cho nên tôi đã nói với các vị nhường và giảng, tôi biết cái việc đó đứng về mặt giới luật của tỳ kheo không hợp, nhưng đứng về tâm nguyện của một vị mà gọi là thọ với Bồ Tát thì việc đó, cho dù mình chấp nhận mình lỗi lầm, vẫn làm điều đó vì lợi ích cho chúng sinh với một số đông nào đó, việc đó những người thọ Bồ Tát giới phải làm. Tôi phân tích cho các vị hiểu tại sao có, tại sao không. Cho nên chúng ta đôi khi không nghiên cứu giới luật, chúng ta nói hoang mang, người thì nói được, người nói không, người cho đúng sai, mà chúng ta không biết tại sao nó lại là như vậy à. Cho nên ở trong mà Bồ Tát giới còn có nữa là một vị tăng, một vị Bồ Tát, một vị thầy, một vị sa môn đến nhà chúng ta. Chúng ta nếu không có gì cúng dường thì dầu lóc thịt này để mà đi bán để cúng dường này kia kia nọ, người thọ giới Bồ Tát cũng phải làm,
Nếu không làm thì phạm ba la di hay là khinh cấu tội gì đó. Tôi nhớ là hình như là nó nằm trong, tại vì trong Bồ Tát giới chỉ có khinh cấu hay là ba la di, 10 tội ba la di và 48 tội khinh cấu. Nó là như vậy. Cho nên cái người thọ giới Bồ Tát cảm thấy sợ cái điều này, có nghĩa là thấy một chúng sinh đang gặp nạn là bằng mọi cách phải cứu được, dù cầm bán nhà bán thân xác này để cứu cũng phải làm. Cái đó trong Bồ Tát giới có. Cho nên khi đi chợ mà thấy những chúng sinh bị giết như vậy mà không có khả năng mua được hay là để cứu chuộc mạng sống, cảm thấy giống như là mình bị phạm giới. Cái này các vị phải thấy như vậy. Cho nên ở đây tôi rất là cảm thông về điều này. Nhưng trên cuộc đời tương đối, chúng ta làm được bao nhiêu là tùy hoàn cảnh chúng ta. Tùy hoàn cảnh chúng ta, nếu cái điều đó chúng ta không có khả năng để cứu chuộc được bằng sự mua chuộc để chúng sinh đó, để phóng thích nó, thì chúng ta phải khởi đại bi tâm: chúng sinh ơi, hãy quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và nguyện cho chúng sinh được, vấn đề là giải trừ nghiệp chướng để được tái sinh vào cái môi trường tốt hơn. Bằng cả một lòng đại bi khởi lên như vậy. Cho nên tôi đi trên chuyến xe mà nếu mà tôi thấy một xe mà chở heo, chở gà, chở vịt, chở ngang là dứt phát rằng tôi làm sao tôi có thể làm được chuyện đó. Tôi làm sao tôi mua thế thể cứu chuộc được hết tất cả những cái heo, gà, trâu, chó này. Nhưng mà làm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Nhưng mà chỉ có điều là lúc đó mình phải thầm niệm Phật. Thử thật ra không phải do mình niệm Phật, do cầu chúng sinh đó nó hộ bát bồ đề tâm để nó được thoát khỏi kiếp. Nhưng mà đây là bằng lòng đại bi. Còn thiệt nghiệp chướng của chúng sinh thì đại bi chúng ta là đại bi, mà nghiệp chúng sinh là nghiệp, chứ không phải do chúng ta nguyện cho nó rồi nó được thoát kiếp. Mà cái này để làm cho chúng ta càng ngày càng lớn lên bồ đề tâm. Cái bồ đề tâm là cái gốc của người thọ Bồ Tát giới mà. Và lòng từ bi là một trong những cái mà sâu sắc nhất trong Bồ Tát giới. Bồ Tát giới phải lấy đại bi làm trọng. Cho nên có những người khi làm việc hành động Bồ Tát là biết mình có tội nhưng mà vẫn làm, nếu hành động đó để cứu một chúng sinh. Cho nên Bồ Tát giới, cho cái luật Bồ Tát có đưa ra nhiều cái câu chuyện rất là đặc biệt. Ví dụ bây giờ bản thân của Đức Phật khi còn hành đạo Bồ Tát thì Đức Phật đi trong một cái thuyền buôn 500 người. Có một tên cướp quyết định đêm nay sẽ giết chết 500 người này để mà đoạt sự sản. Và lúc hành đạo Bồ Tát Đức Phật biết rất rõ. Nhưng mà đêm đó Đức Phật ra tay giết tên cướp trước khi nó hành động. Thì bây giờ hỏi này có tội không? Đây là Bồ Tát giới đã đưa ra rất là nhiều nguyên tắc. Nếu cho dù hành đạo Bồ Tát mà giết người thì sao? Nhân quả là giết người là giống nhau. Nhưng Bồ Tát hành động nghĩ như vậy: nếu để tên cướp này giết 500 người mà ăn cướp như vậy, nó phải đọa 500 kiếp và phải trả nghiệp rất là lớn trong cuộc đời tương lai. Như vậy thà tao giết mày là để tao đọa một kiếp thì đỡ hơn để mày khổ 500 kiếp. Cho nên trong Bồ Tát giới đưa ra những cái như vậy: sát nhất miêu cứu dạng thử, là giết một con mèo để cứu ngàn dạng con chuột. Thì ở đây các vị thấy rằng Bồ Tát giới lấy đại bi, lấy chúng sinh, lấy lợi ích của cộng đồng làm trọng. Các vị phải thấy rất rõ vậy. Cho nên khi người làm Bồ Tát giới là thiệt thòi về bản thân nhưng vẫn làm là vì lợi ích cộng đồng. Các vị khi nghiên cứu về Bồ Tát giới các vị mới thấy. Cho nên có những vị thầy hành xử rất là đặc biệt mà các vị không bao giờ hiểu tại sao, không bao giờ biết tại sao. Cho nên ở đây khi mà nói đến Bồ Tát giới là những điều rất khó hiểu. Tôi đã có giảng có một cái bài giảng gọi là Bồ Tát Hạnh. Một cái bài giảng này tôi giảng tại Úc Châu, các vị có thể tìm nghe lại. Nhưng chưa có thấm béo gì so với những cái Bồ Tát giới hay là những cái điều đưa ra đâu. Nhưng mà đó giống như một cái lời gợi ý cho các vị có một khái niệm về Bồ Tát. Hay là bài Lục Độ Ba La Mật là những cái hạnh nguyện của Bồ Tát, tôi có đưa ra cho các vị như vậy. Cho nên khi các vị là tu sĩ hay là những người Phật tử thọ Bồ Tát giới mà nghiên cứu cho kỹ để trưởng dưỡng lòng từ, thì dường như cuộc đời của mình chả bao giờ sống cho mình cả. Nếu các vị là những người học Bồ Tát giới rồi, tự nhiên các vị không còn sống cho các vị nữa. Giống như Đức Phật, tôi nói thật với các vị, nếu ai mà có lòng từ bi như Đức Phật thì không bao giờ có thể nào ở trong cung vàng địa ngọc để có thể tận hưởng được những hạnh phúc phú quý vinh hoa. Điều này đều chắc chắn. Lương tâm không có cho phép đâu. Nếu bên ngoài thiên hạ mà khổ đau như vậy thì đừng hòng ăn ngon mặc đẹp cho được với cái tâm của Đức Phật.
Tôi nói thật, mình thực hành theo lời Phật mà chưa được như Đức Phật, mà mình còn thấy khi mà mình ăn ngon hay là mặc đẹp mà chúng sinh đau khổ, mình còn không làm được mà. Ví dụ tôi nói là quý thầy cô ở Ấn Độ mà mùa lạnh nào cũng vậy, đi hùng tiền mà đi mua mền đó, rồi cái thuê rickshaw đó, ô tô rickshaw đó, chở đi các nẻo đường để phân phát cho người ta. Xin thưa các vị, tại sao phải làm? Mình là một tu sĩ nhưng mà mình vẫn có cái nhà mình ở, cho dù nhà thuê. Mình vẫn có cái chăn mình đắp, mình vẫn có áo lạnh mình mặc. Trong khi dân chúng Ấn Độ nó nghèo, nó nằm lang thang như vậy. Mỗi một lần mình đắp như vậy, mình mặc một chiếc áo lạnh như vậy, mình hình dung đến những người đó, mình cảm thấy sao? Hổ thẹn trong lòng. Một người tu có lương tâm là như vậy. Một người tu nào cũng vậy. Tự nhiên mà mình như vậy, tự nhiên mình hổ thẹn trong lòng, mình không có hưởng thụ được. Cho nên buộc lòng, cái động lực để đi làm điều đó nó xuất phát từ cái hổ thẹn trong lòng là mình đi tu học mà mình như vậy, mà quần chúng thiên hạ như vậy. Cho nên tôi mới nói với các vị là khi có những cái tâm niệm của từ bi thì dường như chúng ta không có sống gì cho chúng ta nhiều nữa, dường như không quan trọng nữa rồi. Còn những người thiếu tu thì nói mình ngu, có không ăn, có không mặc, con này kia ngu, mình làm thế. Đó. Thì hai quan điểm này giữa con người có từ bi tâm, có Bồ Tát tâm, hay là có một cái lòng yêu thương, và một người tầm thường, nó khác nhau chỗ này. Nó ở chỗ đó thôi chứ chả có gì cả. Cái điều đó là như vậy đó. Cho nên khi mà các vị có quy y, có thọ giới, hay là có phát tâm Bồ Đề, hay là có tu tập từ bi, cái suy nghĩ mình nó khác với thông thường. Cho nên những cái điều này là điều tôi hiểu, thì các vị tùy nghi mà để ứng dụng cho mình. Mà khi các vị có lòng từ bi rồi, các vị sẽ cảm thấy rằng dường như con người mình sống nó có cái gì đó hay. Nếu mà sống cho bản thân mình thì mình thấy nó bình thường quá, và đôi khi nó dẫn đến sự chán chường á. Vừa rồi có một cái diễn viên điện ảnh Hàn Quốc cũng tự tử, mà dường như Hàn Quốc là diễn viên điện ảnh ca sĩ tự tử nhiều nhất so với các nước, mà dường như là phần lớn diễn viên và ca sĩ nổi tiếng. Tại sao? Tôi nghĩ một đất nước quá ư là sống theo thực tế quá đó. Thực tế quá, không có thực tập theo lời Phật dạy. Trong quá khứ không có tự tử, nhưng bây giờ Hàn Quốc không còn là Phật giáo thuần tí nữa, đã bị sự xâm chiếm của những tôn giáo khác, là lại quan niệm khác rồi. Cho nên đất nước họ mới hơi nói là đất nước họ sống như một bầy thú vật hỗn độn á. Cái này là họ tự nói đất nước họ là như vậy. Qua một quá trình nó bị biến cách về tâm hồn con người khi thiếu đạo đức đi. Và khi các vị là người tu, hay là nhất là những người thọ Bồ Tát giới như thế này, có thọ, có tu rồi, chúng ta mới thấy dường như mỗi lần mình làm cho ai có hạnh phúc, mình thấy mình sung sướng lắm. Ví dụ mình ban tặng ai được cái gì, mình giúp đỡ ai được cái gì, mình thấy mình nhẹ nhàng, mình thấy mình nó lâng lâng, thấy nó đáng sống và thấy nó ý nghĩa. Và thậm chí lúc đó mà chết liền mình cũng thấy tự tại nữa. Nhưng mà qua mấy ngày sao hết à? Nó là như vậy. Cho nên tôi nói thật với các vị, mình sống, mình san sẻ, mình không có ngu. Mình ban tặng, mình bố thí, mình làm việc tốt trên cuộc đời không phải là ngu. Con người của mình vĩ đại lắm mới làm được. Các vị nhớ, các vị nghe lại bài giảng tôi giảng, đó là hoa sen trong bùn. Tôi đã nói rồi, không có ai ngu cả. Trên cuộc đời đừng nói vậy. Sự ban tặng này là các vị tuyệt vời lắm các vị mới làm được, tầm thường không có làm được đâu. Để gọi là sống cho mình thì thằng khùng nó cũng sống cho nó được nữa. Tôi nói thật với các vị như vậy. Còn để sống cho người khác, phải có lương tâm, phải có trách nhiệm, phải có yêu thương, và tuyệt vời hơn, phải có lòng từ bi như Đức Phật mới sống cho chúng sinh được. Đây là cái câu tôi muốn nói về cái ý nghĩa của Bồ Tát giới. Một chút vậy thôi. Nếu mai này có điều kiện các vị thọ Bồ Tát giới nhiều, và các vị muốn học về con đường này, sẽ chuyên về giảng về Bồ Tát giới, thì lúc đó tôi sẽ dạy cho các vị chuyên biệt về Bồ Tát giới để các vị học và nghe và tu. Cái này là chuyên biệt, nói chung là có nhiều thành phần sâu lắm. Cho nên phần lớn tôi giảng với các vị, tôi không dám đi vào chuyên môn là vậy. Nó chưa phải là đến lúc để chín mùi để các vị làm. Trong khả năng và nhận thức của các vị nó mới chừng mức độ nào đó, thì tôi chỉ đưa ra những phương hướng cho các vị vừa tầm với khả năng của chúng ta. Tôi không đưa cho các vị quá tầm, tôi cũng không ép cho các vị thực hiện quá tầm. Bởi vì chuyện tu là chuyện tự nguyện của mỗi chúng ta, không ai có quyền ép chúng ta. Cho dù chúng ta không tu, cũng không có ai có đủ tư cách và quyền để ép chúng ta nữa.
Bởi vì việc đó lợi ích cho chúng ta, chúng ta không muốn lợi ích thì thôi, không ai có tư cách để can thiệp vào chuyện đó. Nhưng mà chỉ khuyến khích, nhắc nhở, đôn đốc, giúp đỡ đạo bạn hay là mọi người tu học, đó là nhiệm vụ và lương tâm của chúng ta. A Di Đà Phật. Ai trong đây mà thọ giới Bồ Tát hơn nữa đi thầy dạy, dám không? Chưa đúng không? Chưa dám đâu, sợ. Con có một số thắc mắc xin được thầy giải đáp. Mẹ con năm nay 94 tuổi, bà có một số tiền để lo hậu sự. Con muốn sau khi lo việc cho bà xong, nếu còn dư sẽ mang đi làm từ thiện hoặc cúng dường Tam Bảo để tạo phúc cho bà. Nhưng ý mẹ con lại muốn dùng số tiền dư ấy để sửa mộ cho người thân. Thưa thầy, nếu làm theo ý mẹ con là đem số tiền dư đi sửa mộ thì mẹ con có được phước không? Xin thưa các vị, cái việc này nếu mình làm nó cũng có hai ý. Nếu làm theo bà, đó là vì nghĩa, vì tình. Chúng ta thực hiện cho bà, ví dụ hồi lúc bà còn sống bà muốn thực hiện về điều đó nhưng mà bây giờ không còn cơ hội, thì bà mới gửi gắm cái ý nguyện mình lại cho các con. Đó là cái nghĩa, cái tình trong cái thân bằng quyến thuộc hay là cái tâm nguyện của bà thì mình cũng nên làm. Còn mình là người học Phật thì mình thấy nếu đem cái số tiền đó để làm phước báo hồi hướng cho mẹ thì tốt hơn. Đó là cái nhận thức theo Phật học. Như vậy thì ở đây có hai cách. Nếu các vị thấy rằng những mồ mả đó đã được yên rồi, hoặc có thể như vậy cũng đã đủ rồi, mình thấy làm thêm mà nó lãng phí, thì các vị sử dụng đồng tiền này cho việc từ thiện. Nhưng trước khi làm phải nguyện trước hương linh của mẹ, hoặc bây giờ nếu mẹ còn sống thì nên bày tỏ, thuyết phục được mẹ khi mẹ còn sống thì hay hơn. Nếu bây giờ mẹ nó chưa chết thì bây giờ mình đi ra mình coi những mồ mả nào mẹ cần làm, thì mình coi cái mả này như vậy là được rồi, ổn rồi, như vậy là yên phận người qua đời rồi, cái này mình nghĩ cũng không cần làm thêm. Thì mình về mình thưa với mẹ rằng cái việc đó như vậy, mình dùng cái ý nghĩa Phật trong cái bài giảng thầy giảng sau khi chết chúng ta còn lại gì đó, các vị nghe lại bài này, rồi chúng ta lấy cái đó để trình bày để mẹ hiểu được cái việc đó, thì mẹ thông cảm, à thôi cái số tiền đó con muốn làm gì làm, thì nó thoải mái cho chúng ta quá. Còn nếu mẹ đã lỡ chết rồi thì bây giờ chúng ta thấy mồ mả đó sự thật nó cũng là như vậy, thì chúng ta có thể nguyện trước hương linh, có giác linh của mẹ đó, để thực hiện một điều gì đó cho lợi ích lớn hơn để hồi hướng cho mẹ. Thì cái này không phải là muốn trái ý, mà chúng ta chỉ thấy rằng mình không nên làm thừa một cách phí phạm. Cái việc này chúng ta có quyền một cách linh động như vậy, nhưng mà cũng phải nhận xét tinh tế. Nhưng nếu thật sự mồ mả ông bà tổ tiên người thân của mẹ mình mà nó quá ư là tệ, thì mình cũng thể thực hiện theo cái vấn đề truyền thống văn hóa đạo đức, tức là làm để mà một cái mức độ nào đó để giống như là cái tâm nguyện của mẹ mình. Thì việc này nói chung nó linh động chứ không phải như một công thức khư khư. Cái việc nào cũng tốt cả, việc nghĩa, việc tình hay là việc phúc đức, nhìn theo quan niệm về Phật giáo hay là lời Đức Phật dạy. Cái đó là cái sự khôn ngoan và cái nhìn của các vị để làm một việc cho nó được tốt đẹp và dạng cả đôi đường. A Di Đà Phật. Anh và các em ở Hà Nội bình thường vẫn đi chùa lễ Phật, đọc kinh mỗi ngày ở nhà, nhưng gia đình có thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo đã nhiều đời. Nếu anh và các em quy y vẫn thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo vì thờ đã nhiều đời nên không bỏ được, như vậy vi phạm lời nguyện không quy y trời thần quỷ vật không? Xin thưa các vị hiểu sai cái ý của Phật giáo rồi. Các vị thờ Thánh Trần Hưng Đạo là tưởng nhớ đến một cái bậc mà gọi là coi như là một bậc có công với đất nước, những bậc tiền bối. Cái đó nó thuộc về một trong tứ ân của chúng ta. Ân tổ quốc là để nói lên những người đã có công dựng nước, giữ nước và hy sinh cho đất nước, cho sự yên bình của mọi người. Vì vậy Đức Thánh Trần Hưng Đạo nó không lệ thuộc vào cái trời thần quỷ vật. Ở trong đây nói là các vị thờ tà đạo. Đức Phật muốn nói là các vị tu Phật không tu mà cứ tu theo Phật mà cứ ở ngáp láo thì tối ngày làm cái gì? Tu theo Phật mà tối ngày tiên thiên bà độ mạng này kia cái nọ, cái đó nó không đúng, có nghĩa là tà đạo. Rồi thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo là một việc văn hóa đạo đức. Cái việc thờ một cái vị gọi là hy sinh cho một đất nước hay là cái gì đó, một cái bậc mà gọi là anh hùng gì đó, cái này cái chuyện mà gọi là ai cũng cần phải thờ.
dầu không thờ hình tượng cũng phải ngưỡng mộ ở trong lòng. Các vị hiểu vậy là sai. Đạo Phật không đi chà đạp lên những ân nghĩa của đất nước, của bao đời hùng vương, hay là các vua chúa, hay là các anh hùng dựng nước, giữ nước như vậy. Các vị hiểu cái này là rất là nguy hiểm cho đạo Phật. Vô tình ta nghĩ giống như đạo Phật đi đạp đổ cái văn hóa đạo đức, nguy hiểm. Các vị phải nhớ cái chỗ này. Trời thần quỷ vật ở đây là những cái dạng tà đạo, ngoại đạo, hiểu không? Còn đó là một văn hóa, một đạo đức của một đất nước. Như là hùng vương rồi tất cả những cái đó, ví dụ như mai mốt tới dỗ tổ hùng vương rồi tất cả những cái đó là tất cả chúng ta trên một đất nước cần phải làm. Tôn trọng cái những anh hùng, những nghĩa tử, những cái gì đó, những nghĩa sĩ gì đó, tất cả chúng ta các đời hùng vương gì đó là con dân trong một đất nước, phải có trách nhiệm về điều này. Đừng nên đem mà nói như vậy, nói lệch lạc, không khéo người ta sẽ hiểu lầm về vấn đề tu hành của chúng ta. Rồi đôi khi chúng ta không khéo tu hành của chúng ta mà trở nên mất văn hóa, cái này là không nên. Các vị lưu ý chỗ này cho. A Di Đà Phật. Con thấy bài sám phát nguyện rất hay, mỗi tối con đều đọc kinh Phổ Môn ở nhà. Kinh này chỉ có sám cầu an, con có thể đọc thêm bài sám phát nguyện vào trước phần hồi hướng được không? Tất cả những cái này việc của chúng ta. Các vị thêm vào hay không là đó quyền của các vị. Trên nguyên tắc tổ đã đưa ra như một bài sám hay là cái gì đó là cái mẫu. Các vị có thể từ một bài sám đó, các vị có thể điền bất cứ một bài sám nào vào trong đó. Ví dụ hôm nay chúng ta đọc bài sám này, mai đọc bài sám khác, hoặc có thể một đêm chúng ta đọc 5-6 bài sám trong phần hành trì vẫn được như thường. Quan trọng nhất là thời khóa và sức khỏe của chúng ta, thời gian của chúng ta như thế nào. Đây là việc của các vị. Các vị đừng có quá công thức máy móc mà chúng ta đã nên chướng trong cái việc mà tu học của chúng ta. A Di Đà Phật. Thưa Thầy, tại sao người xuất gia tu hành phải xuống tóc? Xin thưa thật với các vị, có người hỏi Đức Phật có xuống tóc không? Tôi hỏi các vị, Đức Phật có xuống tóc không? Có không? Sao chúng ta biết? Hả? Xin thưa với các vị, có người nói là tại sao tu sĩ phải cạo đầu mà Đức Phật lại không cạo đầu? Chúng ta nói vậy là sai rồi. Chữ cạo đầu là do chúng ta dùng thôi, cái nghĩa chính của nó là cắt tóc. Tu sĩ tại sao phải cắt tóc sát đầu như vậy? Có nghĩa là người cắt tóc dài dài, các vị thì cắt theo dạng thẩm mỹ của đời, còn mấy ông thầy cắt sát đầu luôn. Cái nghĩa đó mới là nghĩa gốc. Còn cái chữ cạo là tại chúng ta thấy thầy cạo đầu, chúng ta dùng, ta gọi là cạo vậy thôi. Chứ thật ra mà nói là cắt tóc, cắt sát quá thì nó trở thành đầu trọc, vậy thôi chứ không có gì. Chứ sao? Cái nghĩa nó là như vậy. Cho nên sự thật với các vị, Đầu tiên Đức Phật ngày xưa là Ngài đã cắt tóc. Còn cái mà trên đầu Ngài còn đó, cái đó không phải là tóc bình thường, mà cái đó là một trong 32 tướng tốt. Có nghĩa là cái đó là cái xoắn ốc trên đầu của Ngài. Tức là không biết trên đầu của Ngài tự nhiên nó cuộn cuộn lại trở thành một cái xoắn ốc. Như vậy tóc nào dài ra thì người ta cắt, còn cái nào nằm trong xoắn ốc cuộn theo soi theo chiều khoải phải đó, thì cái đó trên đầu cuộn cuộn cục 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 đó đó, thì cái đó một trong 32 tướng tốt. Các vị chuyển lưng thánh vương vẫn có đức tướng này. Vậy thì Đức Phật nguyên tắc vẫn cắt tóc. Cho nên những người đi tu theo Đức Phật phải cạo đầu. Tại vì thật ra mình không còn cái như Đức Phật. Nếu cái đầu mình có cục cục như Đức Phật thì mình cũng cắt chữa cục đó lại. Nhưng mà mình không có, mình sát gạt vậy nè. Thì mình phải làm hết thôi chứ làm sao. Phải không? Đúng là vậy. Nhưng mà tôi muốn hỏi với các vị là cắt tóc này có phải là cắt tóc để cho cái mốt hay là làm khác lạ với thiên hạ không? Nó phải có ý nghĩa của nó. Mà tôi đã có nói trong cái bài giảng là vai trò tăng bảo ngày nay, tôi có nói rồi. Ai có nghe đĩa này tôi nói? Có nhiều người thắc mắc về chuyện này. Tại sao chuyện cắt tóc cạo đầu của ta mà đem ra đi nói? Mình làm không được mình tức mình nói đúng không? Sự thật với các vị rất là hay.
Nếu các vị nhìn ở trong một cái đám đông mà nếu mà có lọt một ông thầy tu trong chổng, các vị biết không? Hả? Dễ nhận ra không? Đầu tiên dễ nhận nhất là cái đầu. Bây giờ cái mốt bây giờ hình như nó cạo đầu cũng hơi nhiều á. Chứ nhưng mà sự thật xưa kia là cái chuyện này, nếu sót ai á mà trong một đám đông mà trọc đầu 99,9% là thầy tu. Phải nói là như vậy. Sự thật với các vị, cái này nó rất là hay. Cạo đầu là cách thức tốt nhất để giúp mình giữ bản thân mình trong mọi lúc mọi nơi. Bởi vì mình khác người. Cho nên Tổ Quy Sơn mới nói cái câu là tâm hình dị tục là chỗ này. Khi trở thành người xuất gia, hình tướng này, ăn mặc, đầu tóc này phải khác với người đời. Dị tục là khác với người đời. Tâm hồn cũng phải khác với người đời. Nè. Cho nên tôi nhớ các vị nào có đọc một quyển tiểu thuyết tình cảm Phật giáo, đó là cái bộ là Trúc Lâm Dậy Sống. Ai có đọc chuyện này chưa? Sự thật đây là một bộ tiểu thuyết tình cảm Phật giáo, phải nói là như vậy. Tác giả đó là Hòa Thượng Hộ Giác, Hòa Thượng vừa tịch rồi. Sự thật ra ngày xưa khi mà đọc những tác phẩm, ví dụ là Trúc Lâm Dậy Sống hay là Thoát Dòng Tục Lỵ, đây là những tác phẩm mà gọi là như một tiểu thuyết trong Phật giáo. Giữa tác phẩm Trúc Lâm Dậy Sống nó có tính cách là tình cảm lâm ly hơn là Thoát Dòng Tục Lỵ. Nhưng mà nó có một giai thoại vậy. Lúc mà một cái cô gái tên là Ly Lan, một cái người kia tên gì? À, Thiện Duyên, đúng rồi. Sự thật với các vị, khi mà Thiện Duyên muốn hoàn tục á, thì lúc mà ngồi một mình bên vách đá suy nghĩ, sẽ vào thưa với thầy mình là con đã hết duyên tu, hay là lúc đó muốn quyết định để hoàn tục, để cưới Ly Lan làm vợ. Thì trong lúc buổi chiều tà đó ngồi đang suy tư, thì tự nhiên con ruồi đậu trên đầu. Và lúc đó vì con ruồi đậu trên đầu cho nên lấy tay đưa lên đầu phủi. Khi đưa lên đầu phủi, cái đụng cái đầu của mình là đầu không có tóc, cho nên tự giật mình. Và đó là một cái cảnh giác cho chính bản thân của Thiện Duyên. Lúc đó tự nhiên tỉnh hồn, là nhớ trực lại cái chuyện tu hành của mình là có bồ đề tâm. Và khi lúc đó ngồi trấn tĩnh suy nghĩ lại, bắt đầu thoát lần thứ hai trong chuyện tình cảm đối với Ly Lan. Trải qua rất nhiều lần muốn hoàn tục chứ không phải là không. Nhưng mà đó là lần thứ hai, thứ ba gì. Mà lần thứ hai, thứ ba cảnh tỉnh là do con ruồi đậu và gờ lên cái đầu trong một buổi chiều tà. Đây là một câu chuyện tôi đọc hơn 20 năm về trước rồi, bây giờ tôi cũng không nhớ là chi tiết lắm. Tôi chỉ nói đại khái như vậy thôi. Sự thật với các vị, tôi nói cái đó để cái gì? Cái hình hài này, cái tóc này thấy vậy chứ nó quan trọng. Cho nên tôi có nói một ông thầy đã từng trả lời với một cái người khác mà hỏi là tại sao thầy tu thì tu tâm được rồi, mắc gì phải cạo trọc đầu á. Thì đó là tôi muốn nói như vậy. Bây giờ nếu ở đây, nếu mà chúng ta muốn đi vô nhảy đầm, muốn đi quán bar, muốn đi ăn chơi, tất cả mọi thứ, nếu với cái đầu này, với hai sắc phục này, chúng ta không có cách nào mà đi được hết á. Muốn đi cũng không đi được nữa, có phải không? Bây giờ với cái hình hài này đi chỗ nào mà ta không biết, các vị chỉ tôi coi. Tôi muốn nói là như vậy. Cái cách tốt nhất là nhờ vậy mà nó giữ được mình. Mình biết tự trọng cái sĩ diện và của chính bản thân mình chứ. Đi ra để thiên hạ chỉ trích bãi ố về mặt cái vấn đề sĩ diện ai làm. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị, có những khi mà chúng ta thấy tại sao một thầy tu xuất hiện lộ liễu những nơi mà không đáng xuất hiện, thì tôi nói thật sự phần lớn tôi biết rằng cái này để gây tiếng động, tiếng vang, gọi là tạo xì căng đan á. Phải nói là như vậy. Chứ về mặt sĩ diện không ai ngu dại gì để đem thân xác này đi ra giữa những cái chốn như thế đó để người ta mà mạt sát mà chỉ trích. Không ai là như vậy. Cho nên tôi muốn nói căn bản là cái ý nghĩa về cạo đầu này, thấy vậy chứ mà nó hay. Cho nên có một bài thơ mà khen tặng cạo đầu á: cạo đầu tuy xấu gẫm lại hay, ra gió không lo tóc phủ mài, lược dắt chăm cài điều dứt bỏ, bụi trần có dính phủi liền bay. Phải không? Các vị mà đi tắm vô, các vị phải lấy mấy cái khăn để các vị
chà cho cái tóc mình nó khô, đúng không? Thậm chí mua máy về sấy. Tôi tắm vô tôi phủi cặp phẹt về xong. Đúng không? Nhẹ nhàng vô cùng. Đừng nói vậy mà máu khoái quá làm đi chăng. Nè, Tường Thanh nó làm rồi nè. Tự nhiên tóc dài muốn đem ra ngoài thợ cạo chưa? Mới ra đường khúc á. Khoái không? Hả? Cạo thời gian thấy khoái không? Vui không? Thanh nhàn không? À, phủi bay trần hết rồi đúng không? Câu tiếp theo là: xin thầy hỏi trí huệ và trí tuệ có khác nhau không? Sự thật với các vị, cái này là chẳng qua là tùy dùng miền thôi. Miền Bắc người ta xài chữ tuệ, miền Nam mình xài chữ huệ. Giống như miền Bắc người ta xài chữ bản, mình miền Nam xài chữ bổn. Giống như Đức Phật bổn sư, ở đây mình gọi bổn sư, nhưng ra miền Bắc người ta niệm là bản sư. Ở đây mình nói là thọ, là cây, nhưng miền Bắc người ta dùng là thụ. Hay là cái chữ là thọ giới, gọi là trao giới, người ta gọi là thọ giới. Còn ngoài ngoài người ta gọi là thụ giới. Thụ thọ là trao giới. Thì ở đây nó chỉ là cái từ khác nhau. Trên nguyên tắc tất cả những chữ này đứng về mặt trí tuệ của Phật Pháp đều gọi là chữ Ban Nha cả. Dịch trí huệ, trí tuệ là tùy cái ngữ ngôn dùng miền của chúng ta, không có gì khác biệt cả. A Di Đà Phật. Có một câu là: khi mẹ chết, các con theo đạo Chúa với mẹ, báo hiếu mẹ được 3 năm. Sau 3 năm gia đình chị em đau ốm vì phức mắc, cũng nguyện với Đức Phật: chị em con đi chùa ăn chay như vậy có được không? Sau khi chết Chúa có giằn xé chị em con không? Con có lỗi với mẹ không? Sự thật tôi đã nói cái này rất là nhiều. Nếu mà bây giờ nói lại thì nó cũng là dư thôi. Nhưng mà sẵn câu hỏi này tôi nói cho các vị chung luôn: cải đạo là việc của chúng ta. Còn những cái đạo mà có vấn đề thờ bà bắn thánh đâm nhà sa tăng đâm ủi gì đó, tất cả những lời đó chỉ là ràng buộc tâm lý chơi thôi. Nếu để gọi là sự thật như vậy thì hằng ngày trên thế giới này có hàng triệu người bị bà bắn thánh đâm. Tôi nói thẳng ra như vậy, bởi vì hằng ngày có hàng triệu người cải đạo. Cho nên cái chuyện cải đạo là việc của chúng ta. Vì người ta sợ mất tín đồ mà người ta phải có những lời thề để ràng buộc giữ chân tín đồ. Cái đây là cái chuyện tôn giáo học. Còn đạo Phật tại sao không có lời thề? Bởi vì cái lời thề này nó không có giá trị. Nó chỉ là một cái cách để ràng buộc tâm lý thôi. Còn sự thật muốn bà bắn thánh đâm hay không là gieo nhân đó, là phải dầu chạy trời cũng không khỏi nắng. Cho nên ở đây Phật dạy là chân lý. Còn tôn giáo là nó thuộc về lãnh vực riêng. Tôn giáo này có lời thề này, tôn giáo kia đặt ra lời thề kia. Đó là tổ chức của họ tự đặt ra, chứ lời thề nó đâu có xuất phát từ thần thánh nào đâu. Ai có tổ chức nào tạo lên tôn giáo thì cứ đặt ra: tôn giáo này thề vậy vậy, tôn giáo khác thề vậy chưa đã, vậy thề vậy nó mới đã. Đó, bắt đầu đua nhau để thề cho nó dữ. Chứ còn sự thật ra mấy cái đó là cái gì? Cái miệng của tổ chức con người tự đặt ra mà thôi. Còn chuyện cải đạo từ đạo Phật sang đạo khác hay từ đạo khác sang đạo Phật, đó là quyền tự do của chúng ta. Không bao giờ vì mấy cái lời thề đó mà nó tạo ra những cái vấn đề. Không bao giờ có những chuyện đó. Đạo nào cũng thế. Vì tâm lý chúng ta bị ràng buộc, chúng ta nó sợ vậy thôi. Cho nên có những người tu theo Phật suốt đời mà không dám quy là bị sợ lời thề. Cái đó là chúng ta chưa hiểu được vấn đề. Chân lý thì không do cái miệng ai đặt ra cả. Nếu đã là chân lý thì đừng có hòng, đừng có dùng cái ai để bào chữa được cái đó. Đã gọi là tội của chân lý rồi thì đừng ông ai mà cứu chuộc. Đừng ai tha thứ, đừng ai cứu chuộc. Không có ai có tư cách đó rồi. Không can thiệp vào chuyện đó đâu. Còn cái tội mà do tổ chức đặt ra, đó chuyện của tổ chức chúng ta. Cái chuyện cho chúng ta cứ nói, chúng ta có quyền cho ra tội và chúng ta có quyền tha, là tại vì chúng ta có quyền đặt và chúng ta có quyền xóa. Còn chân lý là chả ai đặt cả và chả ai xóa cả. Luân hồi nhân quả tội phước tất cả là quy luật. Thì đừng nói vấn đề là ai trên cuộc đời này. Không có một con vi trùng nào có thể thoát được cái quy luật đó cả. Chứ đừng có nói một cá nhân của một con người nào. Vì vậy ở đây tất cả các vị cứ bình tâm.
không? Việc tu học là việc của chúng ta, tôi nói thật lòng là như vậy. Còn ai có nô lệ về tôn giáo, cái chuyện đó tại chịu tín ngưỡng nô lệ của các vị cứ giữ. Các vị đài đọa, các vị ràng buộc, các vị cột chói, các vị chết trong đó thì tùy các vị. Việc đó là của các vị chứ không phải của tôi. Đã. Còn tôi chỉ phân tích đúng nghĩa nó là như vậy. Đã là nhân quả theo quy luật tội phước của nhân quả rồi, đừng có hòng có chạy đâu cho thoát. Nha. Còn cái chuyện đó mọi người đặt ra, mọi tổ chức, mọi tín ngưỡng, quyền của chúng ta, mọi tôn giáo ai muốn đặt gì kệ họ. Họ đặt cái gì gặp. Các vị thử coi, hàng ngày có hàng triệu người cải đạo, bà bắn nào, thánh nào đâm à. Chúng ta không đâm thôi chứ không thánh nào đâm cả à. Đó, đây là sự thật là như vậy. Các vị đừng có bận tâm tới mấy vấn đề đó. Tôi á, nói tới mấy vấn đề đó tôi không thích à. Tại vì thật ra mấy cái chuyện đó, con người sống văn minh thế kỷ 21 mà nghe chuyện đồ đá hoài mệt quá à. Nó có giá trị. Nói thẳng là như vậy. Người học Phật sự thật nó là như vậy thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu học Phật, phải có trí tuệ, phải nhìn, phải biết một cách rõ ràng để sống tự tại thanh nhàn. Phải như vậy, đừng để ba cái vớ vẩn ràng buộc và làm khổ đau chúng ta. A Di Đà Phật. Nghỉ chưa? Hả? 4 giờ. Bây giờ 5 câu nữa ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mặc dù thời gian của chúng ta đã quá hạn, nhưng vì những khúc mắc của quý Phật tử gửi về cho ban tổ chức rất nhiều mà thời gian của chúng ta không cho phép, nên Đại Đức Trụ Trì, trưởng ban tổ chức sẽ cho phép chúng ta được giải bài thêm 5 câu nữa. Và 5 câu hỏi tiếp theo chúng con xin được đệ trình lên Đại Đức trưởng ban tổ chức giải bài cho chúng con những câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, mong Thầy quan hỷ giảng giải cho con biết câu thần chú Án Mani Bát Mê Hâm có ý nghĩa gì. 2. Đã là Phật tử nhưng con vẫn chưa hiểu luân hồi giữa người và súc sanh. Con cảm thấy số lượng súc sanh nhiều hơn loài người. Vậy thì những người đọa vào đường súc sanh không quân bình được tỷ số. 3. Mong Thầy tha thứ cho đệ tử vì lúc còn trẻ chưa giác ngộ Phật Pháp, con có hứa hẹn với một người yêu. Là hẹn kiếp sau, nhưng nay con đã là một Phật tử được Thầy giảng dạy thấm nhuần Phật Pháp. Và con muốn về tịnh độ, vậy thì con sẽ hóa giải lời hứa đó như thế nào? Câu số 4. Con đi học giáo lý hàng tuần, con được quý thầy giảng cho con nghe là trên cõi ta bà này đều giả, kể cả Đức Thế Tôn, vị cha lành của chúng sanh cũng giả. Cộng giáo lý Đức Thế Tôn cũng vậy, như vậy là sao mong thầy quan hỷ giảng cho? Câu số 5. Con là Phật tử ở tu viện Tường Vân, nếu gia đình con có đám tang, đến cung thỉnh quý thầy để làm đám, khỏi phải thỉnh thầy bên ngoài có được không? Thỉnh thầy đỡ tốn tiền. Xin thưa các vị, ở trong đây nó có cái câu mà hỏi về thần chú Om Mani Padme Mi Hum á, thì nãy thầy đã nói rồi. Cái đó nó cũng giống y như những gì thầy đã trình bày qua vậy thôi. Còn cái câu mà lúc mà còn trẻ và chưa giác ngộ được Phật Pháp á, có hứa hẹn với người yêu á, là người yêu không thành, là hẹn kiếp sau, nhưng nay đã giác ngộ một Phật tử được thầy giảng dạy thấm nhuần giáo lý mà muốn về tịnh độ, mà muốn là làm sao, như thế nào để bỏ lời hứa đó. Thì thật ra mà nói á, cái này mai là không thành, chứ phải hứa mà có hướng rồi mà giờ bỏ cho nó lại nó kiếm tôi quá, nó xử tôi cái chuyện này là chết. Cho nên ở đây tôi muốn nói với tất cả các vị á, cái lời hứa nó cũng là như vậy á. Khi chúng ta chưa giác ngộ thì chúng ta hứa, không phải là Phật tử mà hứa hay là không. Phật tử có quyền kết hôn,
Phật tử có quyền yêu, đó là chuyện của các vị. Cái vấn đề không sai, nhưng nếu là một Phật tử mà giác ngộ được việc luân hồi, tôi phải phân tích rất rõ. Còn Phật tử không phải là Phật tử ở đây là cấm yêu, hay là Phật tử không được quyền yêu, hay là Phật tử không lập gia đình, không có hiểu một cách lệch lạc như vậy. Phật tử ai cũng là Phật tử, nhưng mà cái giác ngộ tu hành đó là chuyện riêng của chúng ta. Chúng ta muốn kết hôn nữa hay không, hay là gì, đó là việc của chúng ta. Nếu hôm nay chúng ta giác ngộ được, chúng ta thấy là cuộc đời yêu đương và mọi thứ đau khổ chằng chịt nhau trong tất cả những quan trái, bây giờ không muốn cần thiết điều đó, và thật lòng là muốn tìm con đường giác ngộ giải thoát, hay là muốn tìm con đường giảng sanh, đó là việc của chúng ta. Hai người yêu không thành thì cái việc này không có ai lỗi phải gì trong này cả. Còn hứa chỉ là tạm thời trong một giai đoạn chia tay, cho nó chia tay im đềm, cho nó có một cái gì đó nó móc lại chút xíu, chẳng lẽ nó tuột luôn. Tôi nói là hứa ai biết được nó là cái gì. Cho nên ở đây á, thật sự cái hứa đó để làm cho gì? Để làm thấy là đừng có chia tay một cái cách gọi là nó khô khan đắng cay vậy thôi. Chứ thật ra mà nói ai biết được ngày mai nó là cái gì, hay là tương lai như thế nào, đó chỉ là lời hứa suông thôi. Nhưng mà duyên nghiệp của mỗi người có cơ hội gặp lại trên quy luật của luân hồi, đó là có thể xảy ra theo cái dòng sinh diệt muôn trùng mà không biết đời nào kiếp nào. Nói thẳng ra như vậy. Nhưng mà hôm nay chúng ta giác ngộ, chúng ta muốn tu hành, thì chúng ta chả nợ ai trên cái việc này cả. Khi chúng ta giác ngộ rồi, tất cả mọi người như là người tỉnh mộng. Tất cả những khi chưa giác ngộ, chúng ta là người trong mơ, mọi thứ đều trong mơ, đều không thật. Vậy thôi, bây giờ giác ngộ rồi, có việc tu hành là càng tốt. Và quan trọng nhất tốt hơn nữa là nếu mà sau khi vãng sanh rồi mà quay trở lại tìm cái người đó để độ, cái này quan trọng. Tức là quay trở lại gì đó, hoàng lai ta bà độ tận chúng sinh là chỗ này. Nếu một người sau khi vãng sanh rồi quay trở lại độ trong trần lao này, và trong vô số chúng sinh được độ, có những người mà mình hứa từ vô lượng kiếp trước, thì cái này cái việc là cần nên làm. Tất cả chúng ta đều phải là như vậy. Cho nên các vị coi cái bộ phim Thoát Dòng Tục Lỵ, các vị có nhớ không? Ngọc Lâm sau khi quay trở lại cái chùa Phổ Độ 800 năm về trước, nơi mà hẹn ước với Bạch Liên là sẽ tái sanh kiếp sau để gặp lại, để mà kết thành phu phụ đó. Ngọc Lâm quay trở lại mà chiếc khăn ngày xưa đã ói máu 800 năm về trước vẫn còn thờ trong một ngôi chùa quan đó. Các vị nhận thấy. Nhưng bây giờ Ngọc Lâm là người tu rồi thì làm sao mà có thể cưới thiên kim tiểu thơ được? Như vậy làm sao để hóa giải lời thề? Nếu Ngọc Lâm đi cưới một người khác mới là bội ước. Còn Ngọc Lâm là người giác ngộ tu hành, không phải là lời bội ước. Cho nên Ngọc Lâm nói rất rõ với thiên kim tiểu thơ là anh thương em lắm, cho nên anh phải độ em giác ngộ. Câu này của Ngọc Lâm nói vì thật lòng yêu nhau, vì thật lòng thương mới hiểu được rằng nếu chúng ta dương dấn vào trong ái tình thì sẽ luân hồi tử sanh và quằn quại trong khổ đau. Cho nên Ngọc Lâm tìm mọi cách để độ thiên kim tiểu thơ, phải giác ngộ để tu. Còn thiên kim tiểu thơ nói anh quên lời hứa rồi, anh quên lời hứa năm xưa, anh đã cùng hẹn em như thế như thế, chúng ta hôm nay gặp lại, tại sao anh lại bội ước với em như vậy như vậy? Lời trách của thiên kim. Nhưng Ngọc Lâm nói một câu rất là khẳng khái. Cho nên tôi mới nói là hai câu chuyện tiểu thuyết của Phật giáo đó, mà Thoát Dòng Tục Lỵ thì tiểu thuyết nó mang tính cách là con đường giải thoát rõ ràng hơn, là sự bất khuất và mãnh liệt của một cái người tu như Ngọc Lâm Quốc Sư. Và vì vậy cho nên là Ngọc Lâm nói rất rõ, anh rất thương em. Ngọc Lâm nói thật tình như vậy. Nhưng mà vì anh thương em, anh không muốn anh và em cùng khổ nữa, cho nên anh phải độ em tu. Đây là câu của Ngọc Lâm nói rất rõ vậy. Cha Ngọc Lâm không có bội ước và cũng không ghét thiên kim bao giờ, và cũng không nói là mình không yêu. Đó. Các vị phải thấy điều này rất rõ. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị đó, những lời hẹn ước của chúng ta là để chỉ cho sự chia tay ngọt ngào một chút xíu, cho nó có cái hậu một chút xíu. Chứ thật ra mai này khi mà ai cũng có một người tình mới rồi, chả ai bao giờ nhớ đến cái đó cái làm gì. Nếu thật lòng yêu nhau sao không đến với nhau, còn hẹn kiếp sau làm quái gì. Cái đó chỉ là tạo cớ chia tay ngọt ngào vậy thôi.
Có phải vậy không? Chia tay có hậu, ta gọi là chia tay có hậu. Chỉ gọi là không thương cũng nghĩ chút tình vớt giác đó mà. Đó, thành ra đó là những cái như vậy. Cho nên các vị phải hiểu, để giác ngộ được vô cùng khó. Mà các vị giác ngộ thật đúng như cô này mà hỏi thầy, xin lỗi này không biết cô hay chú nữa. Cô. Tại vì tường là tôi biết rồi, ở đây tường chỉ có nữ thôi chứ không nam được. Nó cho nên ở đây tôi nói thật với các vị, để gọi là những cái điều như vậy, để giác ngộ được đấy vô cùng khó. Mà giác ngộ được thì không có gì phải bận tâm vào chuyện đó. Chúng ta giống như người tỉnh mộng, tất cả mọi cái thứ quan trái hứa hẹn gì đều là chuyện trong mơ. Các vị nên nhớ là như vậy. Tôi xin trả lời câu này tới đó. A Di Đà Phật. Con đi học giáo lý hàng tuần, con được quý thầy giảng cho con nghe là trên cõi ta bà này đều giả, kể cả Đức Thế Tôn, vị cha lành của chúng sinh cũng giả, cộng giáo lý Đức Thế Tôn cũng vậy. Như vậy là sao? Mong thầy quan hỷ giảng cho. Nếu vị này đã nghe cái bài giảng Kinh Kim Cang thì không còn cái gì để hỏi câu này. Cho nên ở đây chúng ta thấy tại sao trong Kinh Kim Cang có câu là nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất ngăn kiến Như Lai. Bằng dùng sắc mà thấy ta, bằng âm thanh mà cầu ta, như vậy người đó hành đạo quấy, chẳng thấy được Như Lai. Chúng ta thấy công Kinh Kim Cang tuyệt vời không? Về nghe lại bộ Kinh Kim Cang là sẽ giác ngộ liền. Tôi nói thật với các vị, ở đây chúng ta thấy Kinh Kim Cang giải cái này rất rõ. Quý thầy ở đây nói cái này về mặt hoàn toàn về lý, phân tích về sự, cho nên chúng ta không hiểu. Đây là nói về bản thể. Cho nên Đức Phật cũng là giả, kinh điển cũng là giả, chúng ta cũng là giả, có phải không? Kinh điển không phải là chân lý. Kinh điển là cái để mô tả về chân lý. Chân lý phải là ngoài kinh điển. Các vị hiểu ý tôi nói không? Về nghe Kinh Kim Cang các vị hiểu đoạn này. Đức Phật bằng tượng đá xi măng đó là biểu tướng chứ không phải là Đức Phật. Con người Phật thật, Phật thực thì không có sanh diệt. Ở đây phải thấy rất rõ, đó là biểu tướng mà nhân tướng để thấy tâm. Vì vậy cho nên Ngài Đơn Hà ngày xưa, tại sao mà chẻ Phật để thiêu? Ngài Đơn Hà thiền sư đi đến một ngôi chùa, một hôm đó trời lạnh quá, mới ghim Đức Phật gỗ xuống chẻ, đem lấy củi làm thành củi, đút vô mà nhóm thành bếp để ngồi mà hơ lửa rồi gung gung vậy. Ông trụ trì ông thấy tự nhiên lấy Phật con xuống mà để chẻ để mà hơ lửa ha. Ông nói tại sao ông đem cái ông Phật của tôi mà xuống chẻ, ông làm chuyện tội lỗi như vậy, đọ địa ngục này kia kia nọ ha. Thì ở đây á, Đơn Hà mới nói á, là Phật ở đâu? Đơn Hà mới nói Phật ở đâu? Cho nên nó có câu là Đơn Hà thiêu một Phật, diện chủ lạc mi mau là chỗ này. Ngài Đơn Hà thiêu Phật gỗ, cho nên diện chủ dựng tóc gái hết à. Thì ở đây Ngài Đơn Hà muốn cảm hóa cái ngài kia, vị trụ trì, bám vào cái hình thức của Đức Phật bằng hình tượng, bám vào đó không bao giờ thấy được chân lý. Cái tay là chỉ mặt trăng như bóng đèn như thế này, cái chính là để thấy bóng đèn chứ không phải là để thấy cái tay. Cái tay chỉ mặt trăng chỉ là phương tiện, cái chính là phải thấy được mặt trăng. Chắc ngón tay là mặt trăng, chúng hay chợt? Ở đây ngón tay là kinh điển đó, kinh điển để dắt chúng ta đến được với chân lý, mà tối ngày cứ bám vào văn tự thì cái đó có thấy được chân lý không? Cho nên chân lý nằm ngoài ngôn văn tự là chỗ đó. Văn tự là cách chuyển tải về chân lý. Bây giờ tôi nói với các vị, đường là ngọt, các vị nghe không? Tôi nói đường ngọt, các vị nghe không? Tôi viết lên bảng chữ đường và ngọt, các vị thấy không? Mà các vị có nếm được, cảm nhận được cái vị ngọt như thế nào không? Nhưng mà bây giờ các vị không nghe tôi nói mà cũng không thấy chữ ở trên đó, mà bây giờ các vị bóc miếng đường bỏ vô miệng thì sao? Ngọt. Vậy chữ đường là ngọt, viết 100.000 lần các vị có cảm nhận được cái ngọt không? Vậy kinh điển ở đây mà diễn tả như thế, mãi mãi các vị có thấy được Phật thật không? Chắc chắn là không. Nương ngón tay là phải để thấy trăng chứ không phải là chấp ngón tay là mặt trăng. Vì vậy nương Phật tướng để thấy Phật tâm chứ không phải là Phật đó là Phật thật.
Cho nên đứng về mặt lý thì quý thầy nói như vậy, nhưng lý sự phải viên dung. Chúng ta tùng tướng mà nhập tánh, chưa đạt tánh mà bỏ tướng là sai lầm. Chưa qua được tới bờ bên kia mà vội bỏ thiền thì mãi mãi không bao giờ qua bờ bên kia được. Cho nên có những người chấp lý bỏ sự là cái hỏng cẳng ở chỗ này. Tự nhiên nói lý nhưng mà quên sự, cuối cùng tạo tội lỗi, gây ác nghiệp, chịu quả báo, luân hồi là điều vô cùng nguy hiểm. Đừng ảo tưởng cái chỗ này. Bao giờ đến bờ bên kia hãy bỏ thiền. Hiểu ý này không? Chưa đến bờ bên kia mà vội bỏ thiền là tự hại mình và suốt đời không bao giờ qua được bờ bên kia. Thuyền mặc dầu là phương tiện, thuyền có phải bờ bên kia không? Không, nhưng mà nhờ thuyền để đến bờ bên kia. Sau khi đến rồi hãy bỏ thuyền. Cũng vậy, Phật gỗ, kinh điển là thuyền. Khi đến bờ bên kia hãy nói Phật gỗ là giả, kinh điển là giả. Còn chưa đến bờ bên kia thì phải nương vào kinh điển, nương vào Phật gỗ để đi. Hiểu ý này không? Cho nên phân tích một vấn đề phải tình phải lý rất rõ, để không khéo người ta hiểu lầm sạch trọi. Cho nên khi tôi qua Mỹ, tôi giảng tại đạo tràng Đuốc Tuệ, có một người hỏi tôi, hỏi là thầy có thiên đàng có địa ngục không? Tại sao có những vị thầy nói không thiên đàng không địa ngục, còn có thầy lại nói có thiên đàng có địa ngục? Cái này tôi đã trả lời ở tại đạo tràng Đuốc Tuệ, sẵn tôi mở cho các vị thấy luôn. Tôi nói không thiên đàng không địa ngục là với những người đã vượt ra khỏi dòng chi phối của nghiệp lực, vượt thoát khỏi dòng luân hồi thì không thiên đàng không địa ngục. Thiên đàng và địa ngục nó có ra là với nghiệp cảm của mọi chúng sinh. Nếu chúng ta còn sống trong nghiệp thì đừng hòng chạy thoát là những nghiệp báo mà chúng ta đã tạo trong địa ngục. Cho nên địa ngục không với những người không tạo nghiệp, nhưng mà đối với người tạo nghiệp thì sao? Phải có thôi chứ không có cái khác hơn được. Bây giờ tôi nói thí dụ ở nhà tù trên đời này, nếu chúng ta không phạm pháp, chúng ta có biết nhà tù là cái gì không? Và chúng ta cần bao giờ để ý tới nhà tù không? Không. Nhưng mà người đã phạm pháp thì sao? Thì nhà tù có không? Có. Còn người không phạm pháp cho dù có hay không, không có quan trọng, có cũng như không. Vậy một người thoát khỏi luân hồi sanh tử thì người đó thiên đàng và địa ngục là cái gì? Nhưng mà người tạo nghiệp báo thì sao? Tạo nghiệp báo thì có địa ngục, mà tạo phước báo thì thiên đàng, nằm trong phước báo thủ lậu nhân thiên, tương đối nó phải là như vậy. Cho nên đang ở trong đời, đang sống trong mộng phải nói chuyện theo tương đối. Còn đang sống trong mộng mà nói chuyện tuyệt đối không ai làm được, và vô tình chúng ta không khéo tạo nghiệp nguy hiểm vô cùng. Cho nên các tổ đã cảnh báo với chúng ta, thà chấp có như núi Tu Di còn hơn chấp không như hạt bụi, là chỗ này. Do mình chấp có cho nên mình biết thiên đàng địa ngục, còn biết tội phước. Còn cái người chấp không nguy hiểm vô cùng, do không thiên đàng không địa ngục không tội phước, chính vì vậy mới dẫn vào con đường tội lỗi. Bởi vì mình không phải là người giác ngộ. Đừng có nói bừa, các vị phải hiểu cái chỗ này. Cho nên ở đây chúng ta khi học kinh điển, chúng ta không khéo, chúng ta tự hại mình bằng những lý luận. Cho nên nguy hiểm lắm các vị. Về các vị nghe lại cái bộ Kinh Kim Cang mà thầy giảng cho các vị. Cái bộ này là những tư tưởng bát nhã các vị cần phải nghe. Nghe rồi các vị sẽ hiểu được một câu hỏi này rất rõ. Và vì vậy, một khi quý thầy đã đưa ra một cái vấn đề, quý thầy phải phân tích cho Phật tử hiểu cả mặt sự, mặt lý, mặt gần, mặt xa. Cứ nói một chiều như vậy là chết rồi. Cho nên có những người nói không địa ngục, cái này là cái chết. Người nào tu sĩ Phật giáo mà nói câu không địa ngục là cái chết. Cái mà để gọi là đọa địa ngục 500 kiếp là chuyện không có tránh khỏi đó. Cho nên bao giờ vượt ra khỏi dòng luân hồi tử sinh thì hãy nói về điều đó. Cho nên tôi nhớ hoài cái câu của Hòa Thượng Duy Lực ngày xưa, khi Ngài dạy chúng tôi, Ngài nói sao? Cái người có mắt thấy đường, nói mặt trời tròn sáng, đúng không?
Nhưng mà cái người đuôi bẩm sinh từ nhỏ cũng nói mặt trời tròn sáng, đúng không? Không, người này chỉ lặp lại cái lời đó thôi. Cái người này làm sao biết tròn là thế nào, làm sao biết sáng là thế nào? Người mù bẩm sinh không bao giờ biết sáng. Chúng ta nhắm mắt, chúng ta có thấy gì phía trước không? Thấy. Chúng ta là người mắt sáng cho nên nhắm mắt lại nó vẫn, nếu mà có đèn thì chúng ta vẫn thấy nó có một cái màn gì đó, rồi tắt, không có đèn thì chúng ta thấy tối gì đó. Chúng ta cảm nhận được giữa cái này tối sáng do qua một cái lớp màng mỏng của mắt này, cho dù nhắm mắt. Còn chúng ta trong buổi tối mà tắt đèn, mở mắt chúng ta vẫn thấy, thấy tối, thấy cảm nhận. Nhưng cái người mù bẩm sinh thì nó không có trạng thái này. Cái này là cái các vị phải hiểu nha. Cái người bẩm sinh không bao giờ cảm nhận giống như một người mà có mắt sáng mà nhắm mắt vậy đâu. Đừng có tưởng tượng. Không bao giờ người đó hình dung được cái sáng là cái gì, cho dù cái giác mờ ở trong cái con mắt cũng không bao giờ có được. Các vị nghe lại cái bài giảng tôi giảng là Âu cũng là số phận cho cái làng mù ở dưới Vĩnh Châu đó. Các vị nghe lại sẽ hiểu. Cho nên ở đây có những cái mà cách giảng như thế này tôi giật mình. Giảng thì đúng, nhưng mà này đúng lý, nhưng mà phải phân tích để cho Phật tử phải hiểu. Còn cái giảng mà một phía như vậy, vô tình để cho người ta mà bỏ đi cái vấn đề làm phước hay là tu hành này kia cái nội về mặt sự là nguy hiểm vô cùng, tạo những duyên nghiệp đó đọa vô cùng, chẳng phải là chuyện chơi đâu. Chẳng gì phải thấy là như vậy, không khéo chúng ta lại làm cho một người nhận định sai, để dẫn đến sự sai lầm là lỗi của chúng ta. Tôi xin trả lời câu này tới đây. A Di Đà Phật. Còn một câu cuối cùng. Câu cuối cùng con xin hỏi là con là Phật tử ở tu viện Tường Vân. Nếu gia đình con có đám tang, đến cung thỉnh quý thầy để làm đám, khỏi phải thỉnh thầy bên ngoài có được không? Xin thưa với các vị, thế nào là thầy bên ngoài mà thế nào là thầy bên trong? Cho nên ở đây tôi nói để các vị thông cảm. Tu viện Tường Vân phần lớn ở đây là mấy thầy không có đi đám. Khi gia đình Phật tử ở chùa có hữu sự thì đến để mà hộ niệm một thời kinh là cái tình. Nhưng nếu chúng ta muốn thực hiện về nghi lễ thì phải nhờ một thầy để thực hiện về nghi lễ cho nó tròn đủ về mặt nghi lễ gia đình chúng ta. Còn riêng tu viện Tường Vân chỉ đi đến cái tình. Nếu một vị thầy thực hiện nghi lễ, cái việc đó nó là về mặt sự, nhưng nó cũng làm ấm cúng gia đình. Cái chuyện này các vị làm cứ thoải mái, không sao cả. Thậm chí chúng ta chỉ để tu viện Tường Vân đến hộ niệm thôi thì cũng được. Giá trị của việc tu hành ở chỗ là người đó còn sống tu học được cái gì. Còn sau khi chết, tất cả mọi việc chúng ta là cái tình. Chúng ta hộ niệm như một cái tình để khích lệ, động viên, an ủi và chia sẻ với gia đình cái người hữu sự là chính. Cho nên ở đây, đối với vấn đề chùa ở đây để gọi là lãnh đám thì không có làm chuyện đó. Cho nên phần lớn Phật tử ở quanh chùa cũng vậy thôi. Nhưng các thầy hỗ trợ với nhau. Tường Vân không đi làm chuyện đó nhưng sẽ làm chuyện khác. Quý thầy sẽ hỗ trợ chuyện khác. Mỗi một người một phương diện để giúp cho cư sĩ Phật tử quanh dùng. Các vị đừng chấp trong chấp ngoài mà tùy nghi, tất cả quý thầy đều có thể chia sẻ với chúng ta trong những hoàn cảnh đó, mỗi thầy một cách. Đừng nên phân chia để người khác hiểu lầm các việc của chúng ta. Bản thân tôi thật sự ngày xưa giờ tôi không có đi đám. Thầy tôi ngày xưa la tôi chuyện này, nói tôi mà sống như vậy á, nay này kia nó ở chùa không đi đám, mai này sống với ai. Đó là lời của thầy tôi ngày xưa la tôi. Nhưng tôi nói thật, tôi nói với thầy ngày xưa là tôi không đi thì có nhiều người khác đi. Có những chuyện mà lại không có người làm thì mình phải chia sẻ để làm. Chứ còn chuyện nhiều người làm mà tự nhiên mình làm nữa làm chi dư. Cho nên mỗi người một việc, để gọi là mỗi một mặt của Phật giáo để làm đa dạng thêm thôi. Nếu tất cả mọi thầy giống tôi thì ai đi phục vụ quần chúng? Mà mọi người ai cũng phục vụ quần chúng theo nghi lễ thì ai hướng dẫn các vị về vấn đề mà giảng dạy tu hành?
Nói thẳng ra là phương diện nghi lễ hay là xử lý, tất cả đều hỗ trợ cho các Phật tử trên con đường tu hành. Tuy nhiên nếu gia đình chúng ta hữu sự, nhờ quý thầy giúp ở về mặt nghi lễ, các vị cứ thỉnh, đâu có sai lầm điều gì. Rồi ở tu viện thì quý thầy đi đến để chia sẻ những cái tình của Phật tử quanh vùng hay là Phật tử của tu viện. Cái điều đó là chỉ đi hộ niệm. Cho nên tôi mới nói với các Phật tử ở nhà cũng vậy, khi có hữu sự thì thỉnh một vị thầy đóng vai trò nghi lễ, đảm nhiệm cho cái lễ của gia đình chúng ta. Mà thấy thầy ở tu viện mình sẽ theo đó mà để hỗ trợ cho cái nghi lễ của mỗi gia đình về mặt các cái hữu sự khi cần thiết, như tang lễ rồi chẳng hạn. Cho nên cái này các vị linh động nhìn một cách rộng, chứ đừng nhìn một cách hạn chế rồi để phân chia, hoặc là có sự hiểu lầm, nó hiểu lệch lạc thì nó nhầm lẫn với nhau, nó sẽ có những cái thành kiến không hay. Mong các vị quan hỷ và nhìn rộng cho chúng tôi. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đại Đức trưởng ban tổ chức, hôm nay quả thật là một ngày vô cùng an vui, hạnh phúc cho những ai được tham dự khóa tu lần thứ 27 ngày hôm nay. Với những gì chúng con thắc mắc, mặc dù rất nhiều quý nam nữ Phật tử gửi về cho ban tổ chức khá nhiều câu hỏi, trên dưới 200 câu hỏi, nhưng vì thời gian không cho phép, hơn nữa qua hơn 2 tiếng 30 phút Đại Đức đã giải bài cho chúng con được một số câu hỏi căn bản trong quá trình tu học của hàng đệ tử chúng con. Như thế cũng đã gọi là ấm áp tình nghĩa. Trong một buổi chiều ngày hôm nay, chúng con được thầy giải bài, mặc dù bài được hết số lượng, nhưng những câu hỏi căn bản chúng con cũng nương đó để chúng con hành trì, cũng như cùng với những bạn đồng tu tháo gỡ được những khúc mắc trên bước đường tu học của mình. Giờ đây chúng con thay lời toàn thể Phật tử hành giả xin được thắp lễ Đại Đức trưởng ban tổ chức, cầu chư Phật gia hộ thầy luôn được pháp thể an khang để hướng dẫn hàng Phật tử chúng con, nói chung Phật tử tại đạo tràng Tường Vân, nhất là khóa tu một ngày an lạc nói riêng, luôn được tinh tấn trên bước đường học Phật. Một lần nữa xin được niệm ơn Đại Đức trưởng ban tổ chức. Vào giờ này chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy cùng toàn thể đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con thành kính cung tiễn thầy hồi quy phương trường.